đi, tụi em cũng coi lại. Nay là cũng cho phép anh quay lại để cho thứ nhất là tuyển nhân viên mới vô thì họ sẽ coi lại những cái clip như vậy, rồi để đỡ mà mình nói trước, để đỡ mà lòng vòng rồi 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 tại sao lại anh cho nghỉ ha. Thứ nhất, cái người mới vô đây á, là nghỉ, anh không có nhà thì anh đã bàn giao cho tụi em này, nghỉ không nói ai hết, không có tôn trọng công việc, không tôn trọng tất cả mọi người, nghỉ không phép, qua ngày hôm sau đi làm bình thường. Anh nói đuổi, nghỉ. Còn lý do anh đuổi ngáo có lý do. Thứ nhất, đứa nào nói ghét cái thù cái gì đó là tụi em mà nghe là tụi em hơi dở. Tại vì sao? Cái người chủ họ không thù không ghét ai đó, khách hàng hay bạn bè hay gì. Anh cũng vậy, không thích là không chơi nữa, chứ không có vụ ghét. Tụi em đâu có bằng anh đâu mà anh phải ghét tụi em. Tụi em làm cho anh tới mức độ này là anh đang khai thác lại tụi em, nhất là mấy đứa làm cũ. Anh khai thác lại thì có lợi cho anh. Mới gì phải ghét. Đúng không? Đang có lợi cho anh mà anh phải ghét. Và em nên nhớ, có lợi cho anh cũng cũng cho thôi việc à. Lý do là sao? Tụi em mới nhớ lại nè, tụi em được những gì. Lương một tháng trung bình á, là tụi em là từ 9 đến 10 triệu, là những cái đứa mà làm lâu rồi. Trung bình là hết 9 triệu rưỡi, 10 triệu hết rồi. Anh nói thẳng là như vậy, đó là lương cứng. Một tháng tụi em á, tụi em anh nói ra ở vị trí khía cạnh của em, của anh, để tụi em hiểu. Tụi em lớn rồi mà cái khúc này là cái khúc mà tụi em dễ gọi là giới hạn. À, anh nói ra ở khía cạnh của anh cho tụi em hiểu thêm về anh Sang mình á, thằng chủ á, nó đứng về lãnh đạo á, có ngon không, có thơm không, anh báo cho tụi em biết. Rồi tụi em đứng khía cạnh là anh em, là nhân viên, em đứng mọi khía cạnh em xem lại mình đang đối xử như thế nào với bản thân mình, với anh Sang, với khách hàng. Rồi coi cái nào hay thì mình học, cái nào dở thì mình bỏ, đúng không? Đó, cho nên hơi dài xíu lắng nghe. Anh nhắc lại tí xíu để cho tụi em nhớ. Anh tính lương của mấy đứa lớn là 10 triệu. Lương nó đứng tới giờ là nửa năm mà không lên. Đó cũng là một cái giới hạn. Tại sao không lên nữa? Tại vì cái nguồn lợi nhuận ở trong cái công ty này nó đang đứng ở mức độ đó. Hiện tại nó đang có chiều hướng xuống, không phải vì không có khách, mà là anh thả cho tụi em nửa tháng anh đi công chuyện, anh đi chơi ở Tây Bắc vậy. Anh biết được rằng á, là xe không đông, nhưng mà cuối cùng về nó cũng dồn xe, anh về mấy ngày nó xả bớt. Và tụi em nên nhớ là anh nói với tụi em trước và rất rõ, anh mà không có đây á, là anh coi camera còn nhiều hơn, anh quan sát còn kỹ hơn nữa. Ai làm sao thế nào, dậy mấy giờ, ăn mấy giờ, làm sao anh biết hết. Mà anh không có nói nhiều. Tới đâu lâu hợp anh mới nói. Anh kể lại hết đầu đuôi khía cạnh của tất cả mọi bên cho tụi em nghe, tụi em hiểu. Mấy đứa đang có công chuyện hoặc là đang đi tour với khách thì coi lại cái clip này. Mục đích của clip này là cho những đứa coi lại, thứ hai rảnh tụi em coi lại, hoặc 2 3 năm sau tụi em coi lại để tụi em mới hiểu được lúc đó nó như thế nào, mình đã lớn như thế nào, tư duy mình phát triển lên như thế nào, để tụi em coi lại và tôn trọng cái công việc của tụi em và cho tụi em lên những cái level khác, chứ tụi em không dậm chân ở đây. Lý do tụi em dậm chân không phải là tụi em dở, phải là tụi em không có thông minh, mà tụi em quá thông minh. Rồi tại sao quá thông minh, tí xíu anh nói. Anh phân tích lại những cái đứa làm lâu hiện tại bây giờ là tầm từ ngáo trở lên đều là lương 9 triệu rưỡi đến 10 triệu. Đó là lương cứng ha. Anh tính 10 triệu thôi, anh chưa tính những cái hỗ trợ thêm và rất nhiều hỗ trợ tụi em kiếm tiền. Anh tính cho em, tụi em nè, một tháng cho 30 ngày, tụi em nghỉ 4 ngày chủ nhật là còn 26 ngày. 26 ngày đó bình quân ra là một ngày 400 ngàn, 380 mấy là 400 ngàn. 400 ngàn một ngày cho 8 tiếng làm việc. Một năm 12 tháng tụi em làm
đủ hết là bao nhiêu đó ngày không? Không tính ngày chủ nhật anh trừ ra 26 ngày một tháng. Có những tháng nó chỉ 27, 28 ngày và tụi em nghỉ 4 ngày thì nó sẽ ra bao nhiêu tiền một ngày? Đó, tụi em thấy không? Trung bình anh tính đi, đổ đồng là 400 ngàn ngày. 400 ngàn một ngày là 8 tiếng chia ra là nửa buổi sáng là 200 ngàn. Vậy giá trị của tụi em phải tạo ra bao nhiêu tiền? Anh bill cho tụi em mấy năm trời tụi em lên ở cái mức độ này. Tại sao nó đang đứng lại? Chưa tính nè, 26 ngày làm việc này anh ưu tiên cho vấn đề gia đình. Bất kỳ ai trong gia đình bị vấn đề gì, ốm đi bệnh viện hay gì, nhắn tin một tiếng, bận quá không có kịp gọi, nhắn tin một tiếng thôi, báo với mấy anh em cái tôi nghĩ tôi có trong công chuyện gia đình bệnh viện là đi, hoặc alo nhắn tin anh sang tiếng nữa, đó là xong. 2-3 ngày trời vẫn có lương. Tụi em đã trừ những cái ngày đó ra chưa anh ưu tiên cho? Thứ hai, lúc những tụi em bệnh hoạn hoặc là đi xin làm những cái việc cá nhân em cũng là dính ngày làm, tụi em nghỉ nửa buổi một buổi vẫn có lương. Tụi em đã trừ những cái cộng tiền những ngày đó ra chưa? Những chỗ khác nó không có được như vậy đâu. Nghỉ là phải có phép trước, có phép cả tuần hoặc ít nhất 3-4 ngày người ta duyệt mới được nghỉ. Người ta không cần biết là cha mẹ mình hay anh chị em mình hay bản thân mình bị gì, không khe. Và nghỉ nhiều ngày là không có lương. Bên anh nói với tụi em á, chừng nào mà đi chơi á, 2-3 ngày, 3 ngày trở lên mới không có lương những ngày đó. À, còn nghỉ ngày 2 ngày đôi khi báo anh trước cũng sẽ có lương, anh không có trừ. Đôi khi nói trừ mà nó không trừ. Vậy cộng lại hết đi là bao nhiêu ngày? Không có đứa nào mà làm trọn được hết á. Anh hứa với tụi em ít nhất 1 năm tụi em nghỉ đi hết cũng phải, trừ những ngày chủ nhật đó ra anh không tính, ít nhất là phải 15 ngày. 15 ngày đó là bao nhiêu tiền? Bao nhiêu công việc? Chia ra lại cho ai làm? Đó. Nếu mà tụi em nghĩ tới anh thì những cái lúc đó mình nghĩ như vậy, mình lo cho gia đình mình thì anh Sang cho mình nghỉ, anh Sang vẫn tính tiền thì mình sẽ cố gắng thôi những cái thời gian đó. Mà cố gắng cái gì? Ngày chủ nhật cũng nghỉ mà. Cố gắng là làm đúng giờ. Cố gắng là làm đúng giờ thôi, sáng 7 giờ dậy, ăn sáng vệ sinh cá nhân 7 rưỡi, mở cửa dọn dẹp, uống cà phê nhâm nhi, 8 giờ là quất, làm thôi. 8 giờ anh làm, anh đâu bắt làm sớm đâu. Tới 12 giờ là nghỉ ăn cơm, một thằng ra là nấu cơm, ăn cơm một nghỉ làm. Làm tới 5-6 giờ chiều là nghỉ. Anh đâu có bắt làm nhiều hơn. Cái tháng làm nhiều hơn là tháng gì? Anh cho tụi em một tháng hơn, gần Tết. Thay vì có lương tháng 13 thì anh đã báo là làm anh tính chiết khấu trên chừng chiếc xe cho tụi em. Nó còn nhiều hơn một cái tháng 13. Nó thay vì anh cho tháng 13 làm như vậy, nó xứng đáng đồng tiền hơn cho tụi em. À tụi em cố gắng làm hơn, nó còn hơn lương một tháng. Rồi sau đó anh còn thưởng thêm gì mỗi đứa 3 triệu nữa. Là tụi em thấy ông gần 2 tháng lương rồi. Ở một chỗ nào có như vậy? Anh chỉ cho tụi em cách để dành tiền. Anh chỉ cho tụi em gì? Gom gọn hết những gì mình đang có. Cha mẹ bao nhiêu tuổi, anh em bao nhiêu anh em, mình cần lo cái gì trong vị trí gia đình của mình. Đó là một cái gánh nặng mà nó vô hình, thật sự nó vô hình. Mình, tại tụi em không để ý, thật sự tụi em đang đặt trên vai. Đó, chỉ cho tụi em vậy để gì? Tại sao anh nói từng bước, từng bước, từng bước? Lúc đó anh không nói những cái này. Tại vì chuẩn bị tụi em sẽ tới một cái giới hạn mà rất nhiều người bị vấp hết. Giới hạn là biết làm rồi. Biết làm rồi thì hay bị cái gì? Tự cao. Tự cao rồi không nghe ai hết. Tự làm theo ý mình. Rồi hay bị người này người kia nói vô nó ra. Có những cái câu nói giống như tụi mày làm giàu cho thằng Sang. Nói câu đó mà nghe cái thằng nó ngu dã man luôn. Nếu mà nói làm giàu cho thằng Sang là thằng Sang giàu, vậy trước khi mở cái tiệm này thằng Sang nó nghèo hả? Trước khi mở cái tiệm này coi lại đi, coi lại anh 5-6 năm trước anh đi siêu xe mà, anh đi xe hai cửa, anh mua bán xe hơi, anh có gara ô tô. Một mình anh á, lúc mà mở tiệm này anh chưa dồn hết này, cái tiệm nhỏ xíu bên kia, anh ba chiếc xe bán tải mua bán xe hơi, tổng cộng tiền là anh biết bao nhiêu tỷ?
5-6 tỷ là bình thường. Vậy anh nghèo à? Không có tụi mày anh nghèo. Kể lại một cái câu chuyện cho nè. 5-6 năm trước anh chơi với hội BM bây giờ, là những anh em bây giờ đó, anh đi chơi mới đi tour về. Mấy năm trước á, cái hội đó, cái nhóm đó tên là Hồ Con Rùa, HCR, Hồ Con Rùa. Anh nói cho tụi em nghe, nó dài tí xíu, nhưng tụi em phải hiểu được rằng tới lúc tụi em phải tập trung lại để lên cái level khác. Trong cái lúc này anh vẫn là cái người mua bán xe, anh vẫn có cổ phần trong gara ô tô, là chỉ là cổ phần chứ không phải gara đó của anh, cổ phần thôi. Anh mua bán xe ô tô anh có tiền lắm chứ, anh đi chơi đó, hội BM đó bây giờ toàn là giám đốc, toàn là người có tiền. Nhưng anh thấy họ đi chơi với họ, đi ở toàn khách sạn 4 sao 5 sao hiện tại và vẫn vậy. Đó có nghĩa là tiền nó không ít. Anh đi chơi anh vẫn đủ tiền, không ai bao ai hết ha. Nhưng mà anh về anh học được bài học. Người ta đi chơi, nhà người ta vẫn sinh ra tiền, bộ máy công ty họ vẫn chạy. Còn anh đi chơi, lúc đó anh không có tiền, anh chi tiền, anh về anh cày lại, anh có tiền. Nhưng mãi anh chỉ có tiền, anh không có một cái bộ mặt nào hết. Anh về anh xin ra khỏi nhóm, anh nói với mấy anh đó, anh cho em thời gian 3 năm em vô chơi lại. Cuối cùng là 3 năm sau anh vô chơi lại. Anh về anh bán xe gút cổ phần bên ô tô. Và cái tầm nhìn anh lúc đó là cái khoảng này ô tô nó sẽ mới ra rất nhiều, nó sẽ đào thải, nó rất là lộn xộn. Nhưng xe mô tô á, nó sẽ chuẩn bị lên một cái đỉnh điểm của nó giống như bây giờ, rất là nhiều xe. Đỉnh điểm thì sao, mà cái người làm mô tô thì ít, và cái độ chuyên sâu thì cũng không cao. Cho nên á, mình tập trung nó vẫn là cái cơ hội cho mình, và hướng đi nó có. Nhiều người ra mở tiệm cái làm từ từ quẹt quẹt lên, còn anh là đổ ra mua phụ tùng, mua máy móc, rồi nghiên cứu tình trên những cái máy đó nó khác như thế nào. Vấn đề nghiên cứu anh sẽ nói cho tụi em sau. Tụi em ở điểm này tụi em chuẩn bị vào cuộc chơi thôi. Tụi em chưa, tụi em giỏi, nhưng tụi em chưa là gì cả. Đừng nghĩ mình quá giỏi. Rồi anh sẽ nói cho tụi em sau này tại sao anh nói câu đó. Đó là anh mới bỏ ra anh thành lập công ty, anh để anh làm một cái bộ mặt anh đàng hoàng. Anh mua bán xe hồi xưa, từ cái mà anh không nói ra, anh tối anh ngủ anh ấy nấy. Anh mới đổ cổ phần vô trong gara, anh về anh làm lại, anh giao xe tận nhà cho khách Nam Bắc. Đó. Cái điện thoại cũ anh chưa mất, tới bây giờ cả ngàn người đang thiếu anh trong đó. Danh sách cái số điện thoại. Lâu lâu anh đi chứng giấy là người ta phải trả anh 20-30 triệu. Hồi xưa chưa trả cho anh. Hồi xưa tụi em làm với anh với vợ có ai tới đòi tiền anh không? Ta toàn thiếu tiền anh rất nhiều mà anh không thèm đi đòi. Anh báo cho tụi em vậy. Từ từ cũng sẽ tới của mình. Còn giờ hàng ngày anh làm anh bỏ anh đi đòi người ta, đòi được nhiêu, người ta có trả hay không? 20-30 triệu. Đó, có người lên tới 180 triệu tụi em thấy. Đó là cái bộ mặt để anh làm ra công ty bây giờ. Tụi em cũng phải thấy vậy. Đôi lúc có tiền á, nó không phải là vấn đề gì. Anh có tiền rồi mất tới mấy lần. Rồi một bài học. Tại sao anh chỉ cho tụi em cách để dành tiền, ăn xài cho hợp lý. Từ năm ngoái anh sẽ nói, từ năm nay tới tháng 6 rất là khó khăn. Mọi thứ anh thông báo hết cho tụi em biết trước. Mình chỉ là cái người sửa xe thôi, nhưng vấn đề anh biết trước hết kinh tế mọi thứ như thế nào, khó khăn như thế nào, anh nói trước. Đó là tính trong cái lộ trình của anh. Anh tính tới 5 năm sau nó như thế nào, anh đầu tư 5 năm sau. Hiện tại bây giờ anh chỉ đang là vẫn là đang là âm và quề vốn, gần quề vốn thôi. Mấy chiếc xe anh mua nó là cái có khỉ ho gì so với trước đây anh mua đâu. Thật sự là phục vụ cho công việc thôi, anh chưa mua cái xe nào cho cá nhân anh luôn. Rồi trước đây ấy, vừa chơi vừa bán lời mầm. Còn cái người nói ra cái câu đó, tụi mày làm giàu cho ông Sang á, xuất phát điểm đó làm sao, trước đây làm gì, theo ai, không biết tính, không biết nghe, nghe vậy xong rồi làm không thấy cái sự nhiệt tình nỗ lực nữa. Làm ươi thì mình sẽ nhận được cái trả lại ươi. Đời nó vậy, mình làm một cái việc mình không có tập trung, mình không có cố gắng thì nó trả lại như vậy.
Tụi em nên nhớ nè, theo một người á, phải coi người đó hướng đi làm sao, có những gì. Anh coi đối thủ là ai? Anh coi đối thủ là hãng à? Anh ra hãng anh hỏi hết này kia, anh có mua đồ và anh biết được hãng đang có những món đồ gì. Cái gì không có phải đặt rất lâu và giá rất mắc. Mình coi hãng là đối thủ của mình. Hãng giống như cái hãng đó, nó đâu phải là giống như hãng Kawa đi. Mình phải làm ăn lớn rồi phải hiểu cái vận hành nó như thế nào để tính ra được, chứ đừng có thấy tiền đó là tham. Anh nói sơ tụi em hiểu, đối thủ mình là gì? Là hãng. Những khách hàng không vô hãng thì sẽ vô mình. Vậy hãng đang cái gì? Buri hãng giá là 980.000 một cây, bên Honda Laserium. Mình bán ra 580 bao lắp, mình mới thắng được người ta. Một cặp vỏ Dunlop Sportmax D214 129Z1000 hãng bán 9.500.000. Hồi kỳ mình bán có 7.500.000 thôi, bao lắp, bao ship. Vậy còn chưa thắng được người ta. Bộ sên nhông dĩa ngoài hãng cấp O-ring xong nghĩa sắt zin theo xe 9.500.000. Mình bán 4.800.000. 4.850.000 bao lắp hoặc bao ship. Cộng sên của mình là X-ring VS3 cao cấp hơn O-ring rất nhiều, dĩa mình là dĩa nhôm. Đó. Tụi em thấy chỉ rẻ hơn hãng 40%. Mình đánh cái lượng khách mà không vô hãng vô mình thì mình phải trả lại làm sao? Cái thái độ mình cũng phải lịch sự đàng hoàng, tư vấn rõ ràng cho người ta biết, à đồ zin nó như vậy, đồ mình cao hơn hay sao, bố thắng như vậy, đồ mình zin cao hơn hay sao, xuất xứ từ đâu, nguồn gốc sao, giá cả làm sao so với đồ zin theo xe làm sao. Mình phải đàng hoàng với họ. Cuộc sống này anh sắp xếp cho tụi em vô cái làm việc, máy xà bông, nước, ăn ở, toilet, mọi thứ đầy đủ hết. Kể cả xà bông giặt đồ anh cũng trả, xà bông gội đầu anh cũng trả. Bếp ga ngoài kia, nguyên cái bếp đó anh cũng đầu tư lên. Ga tụi em nấu anh cũng trả, tụi em chỉ mua gia vị và đồ ăn về nấu thôi. Tiết kiệm cho tụi em bao nhiêu tiền. Chỗ ở lại có máy lạnh. Anh mua cho tụi em từng cái nệm, cái giường, cái gối đầy đủ hết. Tụi em đi xin việc chỗ khác, làm gì có chỗ ăn ở lại, làm gì có chỗ giặt giũ cho tụi em. 10 triệu tiền này á, bằng lương người ta 15-16 triệu ở ngoài. Phải biết được điều đó. Khỏi trả tiền nhà chỗ ở, khỏi trả tiền tiền ăn, tiền uống, nó đỡ hơn rất nhiều. Tắm giặt giũ. Tụi em ở đây là quận 7, quận 1 sát bên. Tiền nhà trọ tháng nhiêu tụi em biết trừ ra. So với hãng một cái người thợ phụ là bao nhiêu tiền, kỹ thuật trưởng bao nhiêu tiền, hỏi đi rồi biết. Và người ta cần làm gì, có bạn chấm công tới trễ nhấn ngón tay vô là trừ lương. Không có thì là mà. Cuộc sống này không có thì là mà. Anh đầu tư được chứ, tại sao anh không đầu tư mấy này? Thậm chí khi anh đi anh có thể thuê một cái người kỹ thuật trưởng quản lý thôi, khỏi cần kỹ thuật, để quản lý tụi em. Nhưng anh không làm, để anh thất thoát rất là nhiều thứ, về thời gian, về tiền bạc, về đồ. Đó không phải là tin tưởng là gì. Để muốn một người ngoài tin tưởng dễ lắm hả? Mình phải biết mình là gì. Mình vừa đi học nghề, người ta dạy nghề cho mình, bao mình ăn ở, bill mình lên cái gì. Ngay từ đầu anh nói anh không có thể nào bill cho tụi em làm cái thằng sửa xe, để thả như vậy, giao việc từng khía cạnh cho tụi em, để tụi em lên quản lý, lên cao hơn. Tiền ăn xài anh không có, nhưng mà tiền làm ăn chưa bao giờ anh thiếu. Mày cần giờ mở 2 chi nhánh, tao mở 2 chi nhánh, mỗi chi nhánh 1-1.5 tỷ bình thường. Muốn sắm vàng Nano tầm tỷ anh sắm về bình thường. Nhưng vấn đề á, cốt lõi là con người chưa có đủ. Vậy sắm làm gì? Một cái cấu hình anh cho dưỡng bảo dưỡng xe, anh làm cái tay 3 năm tới giờ. Đó, cấu hình đó tới bây giờ anh nói rẻ 1/3 trong hãng luôn á. Xài thêm được 2-3 năm nữa. 5 năm sau ra thứ gì vậy? Anh phân tích cho tụi em biết luôn. Từ 2026 đến 2030 bên châu Âu là không sản xuất máy xăng nữa, xài máy điện rồi đó. Giống như hồi xưa cái khoảng thời gian 2010 mấy á, điện thoại Nokia cảm ứng ra iPhone á. Giờ ai xài điện thoại bấm nút nữa. Tụi em thấy nó đang ở cái thời điểm giao thoa, nó phát triển rất là nhanh. Nó rút ngắn lại cái sự chênh lệch về
về về về về giữa châu Âu á, với lại châu Á mình nó đang rút ngắn lại rất là nhiều đó. Mình phải nắm được, có định hướng được tương lai, mà muốn nhìn được 2-3 năm sau á, đâu phải đùng cái anh có anh nhận thức được đâu. Và những người kia có tầm nhìn 5 năm 10 năm đâu phải tự nhiên ta có. Người ta phải rèn luyện từ sao? Từ ngày làm việc hàng ngày. Việc hôm nay là phải làm hôm nay. Chuẩn bị cho việc ngày mai mình phải làm cái gì? Ăn uống giờ dậy không nổi thì bấm cái điện thoại nhắc nhở lên. Xài điện thoại hẹn giờ đi, đứa nào mà trong cái trong nhà này mà hẹn 7 giờ dậy mà đứa nào phàn nàn anh đuổi liền. Mình đã không tự giác lại được thì mình đặt cái đồng hồ báo thức để làm cái gì? Người ta lúc nào cũng đặt đồng hồ báo thức khi mà còn trẻ để có trách nhiệm với công việc. Đi trễ là bị trừ lương mà. Còn anh không làm vậy cái tụi em không có để ý. Anh mà la họp xong được chừng tuần 2 tuần lại như cũ. Vậy anh hỏi tụi em nè, hồi xưa ai phải làm như vậy với anh? Hay anh tự giác? Bản thân mình phải tự giác. Nếu bản thân mình không tự giác thì mình sẽ bị đào thải bởi cái chỗ đó. Mình sẽ đi chỗ khác, bắt lại từ đầu. Bắt đầu lại từ đầu nó có được như vị trí mình đang có ở đây không? Mất bao lâu thời gian mình mới được lên vị trí bằng ở đây? Vậy tại sao ở đây mình được như vậy? Mình không có tôn trọng công việc, tôn trọng những việc mình đang làm, tôn trọng cái người đang dắt mình đi, người ta đang chỉ cho mình rất là nhiều thứ. Tại sao anh đuổi? Đi đám cưới là người ta hẹn thiệp trước cả tuần lễ, tại sao không nói anh Sang ơi, tới ngày đó em đi đám cưới? Anh đâu có cấm đâu, tụi em xin báo trước bất kỳ việc gì. Thậm chí gia đình tụi em có vấn đề là nghỉ lượt liền mà, phải tôn trọng anh chứ. Ngày mai đám cưới, tối nay mai em đi đám cưới nha anh, giống như là tao đi đi mày không cho thôi, tao cho mày nghỉ luôn chứ mắc mớ gì. Mình làm được việc bây giờ mình có nghĩ tới là trước đây, giống như mấy đứa mới nè, người ta đầu tư cho mình ăn ở lấy lại được cái gì? Làm việc hư lên hư xuống phải giám sát sát bên, bỏ thời gian để giám sát mình. Tụi em có biết ơn không? Đúng không? Con người không biết ơn sao phát triển được. Đó. Nhắc lại thêm tí xíu nè. Tụi em biết cái lúc dịch á, anh mất cái thời gian dịch 1 năm mấy, gần 2 năm, anh mất cả tỷ bạc tiền cho tụi em không? Anh đâu có bao giờ nhận cái tiền của nhà nước hỗ trợ lương gạo đồ, anh không nhận nha. Anh đi ra ngoài để kiếm tiền mang về đây, từ thức ăn cho tới đồ uống. Bây giờ anh kể tụi em thêm một cái nữa nè, tụi em phải biết trân trọng cái điều này và sống phải dùng cái sự nhiệt tình của mình, cái sự đàng hoàng của mình. Cái lúc dịch á, anh nói thẳng tên người đó ra luôn, anh Nhân á, chỉ lo được cho 2 vợ chồng anh chích thuốc thôi. Tại vì chích này là chích thuốc xịn chứ không phải là chích thuốc Trung Quốc. Chỉ cho được 2 vợ chồng anh thôi mà anh từ chối. Anh nhắc lại, không phải anh nên kể lễ để cho tụi em hiểu được cái sự việc nó như thế nào. Anh mới nói á, nhà em á, còn khoảng hơn 10 thằng lính, kể cả em út của em nữa. Anh cho nó chích chung với em đi, có 2 đứa em với vợ em là anh không chích. Nếu mà người ta sợ chết á, người ta chết rồi, tụi mày xin được xin, xin được thôi. Anh chưa chích. Cái ngày anh đi chích tụi em là anh đi chung tụi em á, anh nhớ không? 2 vợ chồng anh là được free. Còn tụi em không có chuyện đó đâu. Mà mình đi chích gì? Echa đó, đâu phải chích Trung Quốc đâu. Anh phải năn nỉ ảnh, ảnh không có nhận liền. Ảnh mới năn nỉ người ta. Số lượng đông quá. Dân người ta ở đây được ưu tiên, những cái dân nhận sao sao. Dân ở đây còn chích Trung Quốc không kìa, quận 8 rồi này kia kìa. Và mình phải tốn phí đó. Một liều, một tê. Tụi em chích 2 liều, 2 tê. Đó, mà phải đi năn nỉ người ta mà nợ ân tình, tiền nó ảnh đâu nhận được, người trên nhận. Đó. Mà phải năn nỉ. Bởi vì sao mà mỗi lần ảnh qua làm gì đó, anh kêu tụi em á tính tiền gì đó để anh tính. Có nhiều cái anh lấy. Thay vì người ta lấy tiền anh, người ta lớn, người ta rất là thông minh. Nợ ân tình là cái nợ khó trả. Và cái tầm của anh á, họ giúp anh xong lẽ anh không quên ơn. Lâu lâu cái này kia qua lại, không phải qua lại để bằng cái người ta giúp mình. Nếu không có những buổi thuốc đó, trong này phải chết 1/3.
thà tụi mày đi đâu tụi mày theo anh mà để cho tụi mày đi giao thông tai nạn hay gì đó, tao đã dặn trước rồi, mà tao đã dặn là tao không ấy nấy. Còn tụi mày đang ở trong tiệm của anh, đi theo anh mà tụi mày có vấn đề gì, anh sao anh nói cha mẹ tụi mày, đúng không? Nhưng mà nếu anh tiếc tiền á, anh đâu bao giờ đi làm vậy. Anh mà sợ chết, anh đi ra ngoài anh kiếm đồ về cho tụi mày làm gì. Ở đây anh hứa cho tụi mày luôn, anh nói trước với mọi người, kể cả cha mẹ tụi em xem anh cũng hổ thẹn. Anh không để tụi em thiếu thốn một ngày nào, rau củ quả thịt và gạo, kể cả tiền tụi em vẫn hưởng. Chỉ có 1 đến 2 tháng anh trả lương cho tụi em là nửa tháng thôi. Anh nói đúng hay sai? Còn lúc đó anh cầm cự không nổi nữa, rất là nhiều tiền nói với anh. Tụi em ở trong nhà tụi mấy anh phải chạy ngoài đường. Có một lần anh đi dịch, anh phải nhờ một lần ăn ân nghĩa, anh với thằng Trung đi tới Bắc để mà đưa cái hài cốt của bà chị quen với ông anh đưa về đó, lấy tiền dầu cũng đủ. Nhưng mà anh nhận, đâu phải vì tiền. Ở nhà cũng vậy, đi ra được khoai khỏa đó. Anh nói với tụi em vậy, mình sống phải có tình có nghĩa, mình phải biết ơn. Đôi khi những cái mũi thuốc đó nó không nhiều tiền, đối với em 2T không phải vấn đề gì, đúng không? Nhưng mà nếu không có nó thời điểm đó, rủi ro mình chết rất là cao. Vậy cái người ta giúp mình vậy á, mình cảm ơn cái xong, hay là bữa nào cho một món quà bằng vậy là xong, đúng không? Đâu có đơn giản vậy à, nó không có đơn giản với cái tầm hiểu biết, với cái cấp độ mà người ta giúp mình cái khoản đó. Nếu mà tụi người, người giúp cũng phải sự lựa chọn chứ, sao người ta không tự qua giúp em mà giúp anh đó. Dính cái vấn đề đó là anh phải hiểu lên một cái mức độ nào đó người ta mới làm vậy. Và tình cảm nó nằm trong đó, người ta mới giúp mình. Tình cảm rất lớn người ta mới giúp mình vậy, chứ không phải vì tiền bạc, phải hiểu điều đó. Bởi vậy qua đây mình phải có một cái sống, một cái thái độ sống phải cực kỳ đàng hoàng. Và những cái người đó đó, anh nói tụi em biết, lên một cái level kiếm tiền phải là vấn đề. Anh dẹp cái tiệm này anh vẫn sống phà phà, nhiều khi nhiều tiền hơn nữa, tại anh làm cái việc khác nó nhiều tiền nữa. Tại lên một cái mức độ mà nhận thức được kiếm tiền đó, đối với anh, hỏi thằng bạn anh á, hỏi mấy thằng bạn anh qua đi chơi nè, từ nhỏ lớn anh kiếm tiền không có khó. Rồi hỏi thằng Bảo á, ở với anh có mấy năm, anh ở nó có 2 năm, có nhiều tượng đưa anh hết. Từ lúc đó nó là sinh viên, nó ra trường được năm được 80 triệu nó đưa anh hết. Tại sao nó đưa? Hỏi anh Trung coi, anh Bảo tính nó dễ ăn không? Tính nó dễ dãi không? Dễ dãi không Trung? Xài tiền cực kỳ đúng. Bạn anh là dân Phú Yên, nó sông Cầu, xài tiền rất là đúng. Nó không phải là keo kiệt, nhưng xài tiền rất là đúng. Tại sao nó đưa tiền anh hết? Hồi xưa anh làm công an, lên đây có một chiếc xe quay 12.500.000, trong nửa năm anh kiếm 5-600 triệu đó. Anh làm ngày làm đêm đó. Hiện tại mà có tụi em giờ lâu lâu anh chạy xe xuyên đêm đó, kéo xe về cho tụi em làm. Cho ngáo, cho thằng Mập đi được không? Cho thằng Trung đi được không? Được chứ. Được, nhưng mà sáng mai tụi nó làm không nổi. Hãy tính lại đi. Nhìn rồi thấy. Kể lại không phải là kể lễ. Kể lại để cho tụi em biết, sống phải suy nghĩ lại. Mình đang cần gì? Mình đang thiếu gì? Cuộc sống là phải biết hy sinh. Mình muốn được một cái chuyên môn cao về trong sửa xe, mình phải hy sinh thời gian khác. Xong cái công việc này, ngồi nghỉ ngơi, cầm điện thoại lên. Thay vì người ta coi về cái xe mình đang làm, hôm nay làm con CBR này nè, đang bị vướng cái gì, lên coi sơ đồ làm sao, có chết trên mạng mà. Anh nói tới tuổi tụi em rồi, anh không cần phải nói nhiều. Về coi nghiên cứu vô cái xe đó, để mình nâng cao cái kiến thức lên, biết coi, biết cái nào đúng nào sai rồi. Còn mấy đứa này nó chưa biết, 2-3 năm sau nó biết. Rồi cái thứ hai, ngồi chơi game không thì hỏi làm sao. Thay vì mình cũng ngồi coi chuyện nhảm, coi chơi game, thì mình cái thời gian đó mình đâu có vô chiếc xe đâu. Mình thức khuya sáng mình dậy, không kịp ăn sáng, sức khỏe đâu làm. Làm cái này á là phải đúng giờ, tập riết cho nó quen đi. Ý chí mình nhồi vô, thân xác mình nhồi vô, phải biết ăn uống đúng giờ khoa học. Tại sao anh chuẩn bị hết? Tụi em để ý kỹ đi, mọi thứ anh đã sắp xếp hết cho tụi em. Và tụi em phát triển như thế nào, nó nằm trong một cái
một cái plan của anh giống như nhà sản xuất vậy đó, anh học là học theo những cái đó. Người ta bao năm người ta lên cái máy này, nâng cấp cái gì lên nó giống gì mấy đời sau. Nó có cái lộ trình hết và anh cũng có lộ trình cho mình. Tại sao anh biết cả năm sau nó như thế nào? Đây anh nói với tụi em hết rồi, rồi nó có sai không? Nó không hề sai. Giống như tụi em biết trước rồi, tụi em không thấy thay đổi gì hết. Phải chuẩn bị cho cuộc đời mình chứ. Ý nghĩa của vấn đề là khi gia đình có chuyện anh cho nghỉ liền, ưu tiên là để cho tụi em sau này á không có hối hận là vì tại vì tao đâm đầu vào công việc, tao đâm đầu vào đồng tiền mà tao không lo được cho gia đình, tao hối hận. Cái hối hận này có hối hận lớn nhất của cuộc đời. Mình vừa cố gắng, những người lao động ở nước ngoài, gia đình có gì, cha mẹ có gì đâu có về được đâu. Mình đây mình hạnh phúc, làm việc gần nhà mà người ta ưu tiên cho mình, có gì gia đình là phắng về liền. Đây vẫn có lương. Đây là anh muốn cho tụi em trong cuộc đời đi theo anh là không hối hận gì vấn đề về gia đình. Là cái quan trọng nhất. Những người làm á, người ta sợ này lắm. Nhất là làm xa, biết tôn trọng cái này. Vấn đề thứ hai là khi mình mệt trong sức khỏe mình là mình được nghỉ liền, mình vẫn có lương. Anh chưa đóng cho tụi em bảo hiểm xã hội, chưa đóng em là những cái bảo hiểm lao động. Anh bù lại những cái này. Và chuẩn bị những cái người theo anh lâu, anh xác định được anh sẽ ký hợp đồng sẽ có được những cái quyền lợi này. Còn tụi em, tại sao anh nói cái này nó rất là nhiều ý nghĩa, sau này tụi em cái kiên định của tụi em rồi, tụi em có sự kiên định rồi, tụi em cùng anh làm phát triển lên, anh sẽ ký hợp đồng lao động với tụi em. Thật sự cái người có uy tín ký hợp đồng lao động thì người ta chịu trách nhiệm thêm với công việc. Còn những người mà người ta đã không có cái trách nhiệm, ký 10 cái hợp đồng nó cũng vậy, đi kiện tụi em lấy cái gì, tụi em làm gì, có tiền nhiều kiện. Giỏi lắm anh nói thằng Tiến với thằng Kiên nè, để gia đình được tiền á, giỏi lắm ăn được 3 tháng nửa năm là hết, làm gì có số tiền nhiều đó. Nói vậy thôi, vậy là tụi em giỏi lắm rồi. Thấy mấy đứa mà để dành được tiền trong cái gara này giỏi lắm rồi. Và nhìn là biết ai được liền à. Đó. Ai xài sao biết liền. Và cái vấn đề anh, cái nội dung hôm nay nữa, mình sống mình phải nghĩ đến người khác. Mình làm xe mình nghĩ tới chủ xe, người ta bỏ tiền cho mình ta được cái gì, có trách nhiệm với người ta không? Chứ không có được nói chuyện ngang ngang. Nói chuyện có trách nhiệm á, ok tao làm mày một lần thôi, lần sau tao không bao giờ qua nữa, đói không? Phải biết cảm ơn người ta, người ta mang lại công việc cho mình và mình là cái người tin tưởng người ta giao việc. Người ta không biết mình phải nói cho người ta biết và nói thật, đâu có gì đâu. Tại sao anh đuổi? Không nghĩ tới anh. Khách complain lại anh nghe, anh nghe hết á và anh theo dõi, anh quan sát. Phải tự nhiên anh đuổi vì ghét đâu. Gọi cho khách tư vấn cái bơm xăng. Cách thổi bơm xăng đó, bơm xăng gì? Bảo hành bao lâu? Em không biết. Anh Sang nhập em biết. Nói vậy cho được. Anh Sang chỉ tụi em vậy hả? Em không biết thì em mới hỏi anh Sang. Anh Sang ơi, anh đợi em tí xíu, em hỏi anh Sang xong rồi em báo với anh liền cho chính xác. Anh anh Sang ơi, khách hỏi cái bơm xăng này nè, của xe này nè, em thay cái loại dưới nhà, dưới gara này nè, hoặc là cái trên kia đó, cái loại nào để em tư vấn khách, bảo hành bao lâu thì anh nói với khách. Nói kiểu không biết vậy, anh hỏi tụi em, anh giao cho tụi em tiếp khách. Nó là cái thằng làm lâu rồi, giống như chung, giống như em này, làm sao mà không biết thì phải hỏi chứ, hỏi anh Kiên nè. Cái bơm này là cái bơm anh đặt, cái bơm đồ chơi, mạnh hơn, áp suất mạnh hơn bơm zin, bảo hành ở đây là xưa giờ là 3 tháng với giá đó đó. Còn cái bơm kia là cái bơm quan thăm có hãng nè, hãng hoa đàng hoàng và xuất Mỹ. Nói rõ cho người ta, giá cái này là bao nhiêu đây, cái này bao nhiêu đây, mình làm đây có giá, bấm anh nói rõ hết, đâu phải người này giá này, người kia giá kia đâu. Trừ khi là anh em, thứ hai là lái mình mới giảm xuống, ba là thợ thì có giá chiết khấu xuống thì hỏi anh. Tại sao nói những cái chuyện vô trách nhiệm như vậy?
anh chấp nhận không? Mọi thứ anh hiểu cho tụi em hết. Mỗi thằng một hoàn cảnh vô đây, anh lo cho từng cái, anh thấu hiểu về vấn đề gia đình. Cho nên gia đình sao là đi đi trước đi em, mà về nói anh sao? Báo một tiếng là anh nói vậy. Cứ lo cho gia đình trước đi, là anh hiểu hết cho tụi em. Rồi anh nó nói thằng nào nghỉ xin đi, giống như Trung. Nó nghỉ nó xin anh trước rồi. Nhưng mà anh buồn chứ. Anh sao anh buồn? Anh đi bà nó Tây Bắc, anh đi xuyên Việt mười mấy ngày, anh thả thử cho tụi mày chạy làm sao. Tụi mày học thêm rất là nhiều thứ. Anh cũng đi chơi chứ, anh làm cả năm rồi. Những lúc anh đi chơi là anh tin tưởng tụi mày, anh giao cho tụi mày. Phải chi đi câu cá thì anh sang đi về cũng tha hồ đi câu được. Ồ má đúng cái lúc đó, nhưng mà nó xin trước anh không có nói nó được. Anh buồn, vấn đề anh buồn. Tại vì nó không hiểu à. Lúc này ổng đi chơi thôi, mình ở nhà mình phụ ổng đi. Ổng về cái là mình xin đi, đâu có buồn đâu. Anh buồn. Nhưng mà rõ ràng là nó xin trước rồi. Nó xin trước cả tuần lận. Anh, đó là quyền cá nhân của nó. Nó không có hiểu thấu, hiểu sâu. Nhưng mà anh không trách nó được. Nó khổ cái vậy đó, đúng không? Làm gì có chuyện mà nghỉ đùng đùng. Xin chuyện cá nhân mà đi nghỉ cái đợt tối nay rồi, tối nay vậy nè, xin sáng mai em nghỉ cho anh sang, mà thật sự nó đi rồi mà nói anh xin nghỉ. Và cái lý do của nó nói mấy bữa nay em suy nghĩ dữ lắm á, bữa nay em mới nói, em mới chọn, rồi tao cho mày nghỉ luôn. Quá là nhiều vấn đề gặp vô, rất là nhiều vấn đề gặp vô. Đừng nghĩ là có tiền cho anh. Anh đang khai thác được trên tụi em, anh đang có tiền trên tụi em là làm được như vậy với anh. Một người không có trách nhiệm, có làm càng làm càng đi là đang đánh đổi với danh dự của mình, đang đánh đổi với uy tín của mình. Anh không bao giờ đánh đổi chuyện như vậy. Nhớ lại những câu nói anh ở đây mà lừa gạt khách hàng thôi là anh dẹp cái tiệm này luôn, chứng minh anh dẹp cái tiệm này luôn. Đừng nói chi là tụi em biết một chút mà hạch sách anh, làm gì có chuyện đó. Anh bù vô lại công việc của nó được, hoặc anh chỉ cái thằng mới làm cái việc đó được. Cái chiếc xe hay thì đó, anh chỉ cho con danh ráp nổ cho tụi em coi. Anh nói mở ra lúp rút bít tông. Trước khi mở ra anh báo cho con danh luôn, làm cái gì làm cái gì. Rồi anh chỉ cho con danh ráp vô luôn nè, cho tụi em coi. Ba cái đồ quỷ đó có gì đâu khó, tụi em nên nhớ nè. Sơ bịch, sửa xe, không có gì khó đó. Không phải là một cái gì nghiên cứu gì ghê gớm lắm. Nhưng muốn nghiên cứu được phải hiểu thật là rõ cái nền tảng mình xây ở cho bao nhiêu tầng, hay là xây nhà lá, hay là xây nhà cấp 4, nó khác với nhà cao tầng. Đừng nghĩ là biết làm cái là giờ giỏi, không có đâu. Không có dễ đâu. Những chỗ khác nó làm ở đâu nó biết sao không biết. Làm bên sang tại sao sang nó cho thôi việc. Bao giờ mới lên được cái vị trí là thợ chính? Vậy thợ chính, thợ phó, thằng thợ chính bên kia, thợ phụ bên kia đang làm cái gì? Muốn lên được vị trí nó thì cái thằng thợ chính phải lên chủ tiệm mới lên được cái thằng thợ chính. Nguyên lý nó là như vậy. Còn đây anh build cho tụi em lên thợ chính rồi. Bây giờ giao từng việc cho từng người, phải biết tôn trọng ấy chứ. Bàn giao với ai, bàn giao việc có nói với anh không? Ở đây cái cục máy con kia về, từ nay trở đi đọc group xong là phải trả lời giùm anh. Đó là một cái nhóm làm việc chứ không phải tán gẫu. Không phải lúc nào muốn trả lời thôi. Cái cục máy anh nói kiểm tra hết ở trên dàn đầu. Nếu mà xúc bắp, cam, đồng tiền, cam nó bình thường hết, xin cam bình thường hết. Coi lại cái ở dưới cái phần dên, nó lột dên. Coi lại đoạn ghi âm nó coi có không. Hai đoạn ghi âm anh nói gì chứ. Tại vì anh không có nhà, anh nói lên để rút ngắn lại thời gian. Những cái xe anh thả cho tụi em nghiên cứu là nghiên cứu. Còn xe nào anh chỉ như vậy là phải để ý như vậy. Tại vì chắc chắn nó sẽ như vậy. Suy nghĩ lại đi. Nếu ở trên nó bình thường thì phải dưới nó lột nó mới kêu. Nó là hiển nhiên không chịu coi. Gáp lên gáp xuống thêm lần. Mất 3 ngày. 3 ngày là mất bao nhiêu thời gian, bao nhiêu tiền công. Phải để ý lại. Và chỉ có nhiều cách chỉ. Không phải là chửi đụng mẹ đụng má xong rồi á, tao nói mày không nghe, dằn mặt sai xong rồi thằng nó sợ bị dưới màu luôn. Anh có vậy. Đó là kiểu mấy thằng giang hồ ra là như vậy.
Còn anh không phải vậy. Anh chưa bao giờ dùng những cái từ ngữ mà phỉ báng gia đình hay này kia, tục tiểu để mà nói chuyện với tụi em, chưa bao giờ. Nhưng anh thả ra em với một mức tin tưởng. Nhưng mà một cái gì đó sai sai anh sẽ để ý. Anh để ý rồi là thôi. Tụi em không có chết, tụi em đi chỗ khác tụi em làm. Nhưng mà tụi em làm lại từ đầu. Cái sự tin tưởng từ từ, bất kỳ ai cũng vậy, ở đâu cũng vậy. Muốn người ta tin tưởng, mình phải làm sao trong một khoảng thời gian mình đàng hoàng người ta mới tin tưởng. Chứ không phải đùng cái vô nói chuyện ăn nhậu cái tin tưởng liền, không bao giờ có. Để ý lại đi. Không có đâu. Lúc nó say nó khác. Say không bao giờ bàn chuyện làm ăn. Say mà nói chuyện này chuyện kia là nói tầm bậy hết. Mày thấy anh đi ăn nhậu bao giờ anh say không? Có. Nghĩ lại đi. Nhiều khi anh mệt anh về tại vì anh mệt chứ anh cũng say. Mà nhất là mấy thằng mà anh mà đi nhậu chung mấy em ấy nha, chứ không phải anh nói mấy bạn nhậu của anh. Nhất là những mấy thằng mà đi nhậu anh mà anh uống cho say á, anh giả bộ anh say á, không phải anh say. Nó lòi đó. Đó là lý do tại sao cũ anh không ít đi nhậu với tụi em là vậy. Đừng nghe người ta nói gì nói bậy bạ. Muốn biết được tương lai mới coi lại quá khứ và hiện tại. Anh nói rất là nhiều rồi. Đó, giống như làm xe vậy á, có 3 điểm coi phục có công không. Chẳng 3 trên, chẳng 3 dưới, cốt bánh, nó vậy đó. Có nguyên tắc hết mà chỉ nguyên tắc cho tụi em để ý. Làm việc phải có kỷ luật. Kỷ luật sống, tham lai sống mới tốt, mới làm cho kỷ luật lâu dài được. Còn làm việc mà làm nó bữa nào mà nó vui, chờ nó làm như một cái máy từ sáng tới tối luôn. Bữa nào nó buồn buồn, nó thất tình là nó ngồi đó đơ. Làm việc gì không được. Làm việc vậy cái người giao xe cho tụi em người ta thất vọng đó. Đó là giao sự cái tự tin tưởng, uy tín của mình. Anh giao lại cho tụi em mà tụi em làm vậy sao được. Bởi vậy cũng là một lý do tại sao anh thấy mà thằng nào ngơ mệt mệt là lên nghỉ đi. Rồi giao thằng khác vô làm. Anh không cần cái khoảng thời gian đó tại vì nó mang lại rủi ro quá cao. Mình đang làm những cái việc này nó rất là nhiều chi tiết vô. Tụi em đừng lệch lạc khi tụi em biết việc rồi. Tụi em muốn hiểu sâu hơn, nghiên cứu hơn nữa. Anh nhắc cho tụi em một vấn đề nè. Muốn hiểu được vấn đề chiều sâu hơn về độ xe, hiệu suất xe, loại xe nào, thiết kế như thế nào, cấu hình như thế nào, coi lại cái động cơ 50cc hồi xưa, chiếc cúp từ cái họng đường bình xăng vô cho tới họng nạp, xúc bắp xả, hành trình dên, tạ dên như thế nào, đường bô ra như thế nào, chiếc 67 nó khác như nào, nó khác chiếc cúp 50 làm sao, nó khác chiếc cúp 81 làm sao, khác lửa luôn. Cũng là cục máy 50, dung tích 50cc. Hai chiếc xe thiết kế khác nhau, một chiếc cúp của nữ, một chiếc 67 của nam. Một chiếc chạy 80, một chiếc chạy 100. Cái số danh giờ cũng 50cc. Tỷ số truyền hộp số cúp 81 3 số. Con 67 5 số, tỷ số truyền khác. Nén nó có khác không? Hiểu được cấu hình đó mới hiểu được cái cấu hình của xe này. Xe thuần sport làm sao? Trái bít tông, hành trình gen, đường nạp, đường xả, đo thử của bô zin của những xe nó khác nhau không? Cũng là 600, cũng là 1000. Tại sao R6 cái cổ bô nó bự vậy? Nó bự hơn cả 1000 luôn. Nó ra cái bầu, ra cái đường bô ngắn, họng ra có 48 ly. Nó khác nha. À, coi lại hết thì mới hiểu được, mới ra nghiên cứu được. Cần cái coi đó là cần cái sự tập trung khi mình làm xe. Mình thắc mắc, mình đo đạt. Riết rồi mình mới hình thành một cái nền tảng nó đúng. Đừng có nghĩ anh chỉ cho tụi em những cái cấu hình, cái nguyên tắc làm việc, kiểm tra từ cái đó tới đó. Mới vô kiểm tra cái bình, nguồn điện sạc lên, qua công tắc, rồi cắm máy vô đo có bị đoạn mạch không, bị chết gì rồi nó ra. Rồi mới dựa lên khi em hiểu á, nó bị tình trạng đó, mình mới đoán ra được vấn đề. Rồi phải coi lại tổng quát luôn, tại sao nó bị như vậy. Đó là làm việc hiểu. Còn mà làm việc á, mà anh chỉ hoài mà cứ vậy là theo thói quen,
theo cái cuộc sống sinh hoạt hồi xưa giờ mình dạy, cái tính cách mình dạy, cái mình làm theo cái ý mình, theo cái thói quen đó. Rồi riết là nó giật mình khùng luôn, mình thay đủ thứ tà lai vô, vừa mất, thứ nhất mất chuyên nghiệp, thứ hai mất thời gian, thứ ba mình thay thế quá nhiều thứ vô, mình không biết nó đang bị gì, rồi mình lấy ra mình làm lại không hiểu được gì hết. Anh nói đây là nói chung và nói lên cái từ cái khía cạnh anh thấy là như vậy đó, để cho tụi em lên cái level tụi em hiểu sâu sắc hơn. Khi tụi em hiểu sâu sắc hơn, tụi em làm ra những cái công việc nó có giá trị cao hơn thì bắt buộc anh phải nâng tiền cho tụi em. Còn bây giờ anh đang hỗ trợ tiền là từ bán phụ tùng này kia, tụi em kiếm thêm, lấy đồ xuống gắn, tụi em kiếm thêm. À, có những cái anh tự giác anh sẽ đưa tiền cho em luôn, từ món đồ cho nó sòng phẳng, biết tính anh sòng phẳng rồi, bao giờ thiếu tiền đâu, lương tháng là tới là đủ, chuyện gì là ra chuyện đó, xong cái này là tính tiền, không nhắc, không, anh không nhớ là nhắc, anh dặn tụi em là nhắc anh để giải quyết chuyện đó cho xong chứ không để lâu, rõ ràng không? Tại sao anh sòng phẳng là như vậy, tụi em được có hiểu được như vậy không? Mình phải đánh giá được cái giá trị của mình, và khi người ta đã sắp xếp việc cho mình vậy, người ta giao đồ cho mình làm vậy, cái giá trị mình nằm ở đâu, mình bàn giao thế nào. Anh chỉ cho tụi em cái cách làm con xe, đánh giá được cái con xe đó, à mình phải làm này làm kia, làm cho cái công việc mình xong sớm nhất để mình làm cái việc khác. Mình làm càng nhiều giá trị, lợi nhuận của công ty càng nhanh, thanh thoát càng nhanh. Ví dụ một tháng công ty đang làm khoảng hơn 100 chiếc xe, bây giờ mình làm vậy điều tiết mình nhanh hơn, mình làm được 150 chiếc xe, mình làm nhiều hơn, thì anh Sang phải trả tiền nhiều hơn chứ, đâu có chuyện trả ít hơn đâu, mày làm quá trời luôn. Còn mấy đứa không có nhiệt tình, đừ vậy, càng ngày nó càng đi xuống, anh không trả xuống được thì anh sẽ cắt giảm, đâu cũng được, tại vì tất chi nhánh ra không được thì tao phải cắt giảm thôi. Thằng nào mà không có tính kỷ luật, sống bừa bãi, làm việc không biết trước biết sau mà nói hoài không được thì đuổi thôi, bắt đầu lại. Nên nhớ nè, anh đuổi ở đây không phải là tại vì anh ghét, tại vì ở đây á, em không có cái đứa nó không có nghe anh. Anh đang cho nó lên những cái level cao hơn, hiểu sâu sắc hơn để làm gì, lên quản lý rồi lên làm chi nhánh, anh mở chi nhánh khác chứ anh có thiếu tiền làm ăn đâu. Bây giờ nói một tiếng bảo bỏ ra 1 tỷ. Anh đã nói là có nhiều người alo cho anh bỏ tiền 10 tỷ ra để mở chi nhánh lớn hơn, nhưng anh không nhận làm. Làm xong là cuộc đời em là hết luôn á, tại vì nó sẽ bại. Anh cần cầm lính cầm quân, quân anh dày trong đây còn không ổn định nữa, ta kêu mở lớn lên mà doanh số cũng có nhiêu đây thôi, mà phải chia cho người ta nữa, số tiền đầu tư lên tới 10 tỷ, doanh số cũng nhiêu đây, có phải bại không? Chứ sao cũng bại mà, vậy nhận gì, nhận cái mà lên cái mát 10 tỷ rồi tự nhiên rồi sụp xuống luôn là không tham. Mình biết mình ở mức độ thế nào, tới lúc nào cần đầu tư thêm đó. Tụi em cũng phải vậy, khi mình đánh giá sai cái khả năng của mình, mình không tôn trọng những người khác, tôn trọng công việc của mình thì mình sẽ mất việc thôi. Mất việc đâu chết đâu, anh đã nói rồi, anh không làm cho tụi em lên level ở một cái vị trí cao hơn nữa, và tụi em không phù hợp với cái chỗ này. Đây là cuộc chơi anh tạo ra, uy tín của anh, danh dự của anh mấy chục năm nay, 35 năm nay, anh sinh ra 35 năm nay, từ từ anh làm lại cái con người đàng hoàng, từ mua bán xe lấy cái lời, tao không biết chất lượng sao, tao không có kề dao cổ mày, bán lời như đây tao bán. Mình biết quá nhiều đi. Một năm á, hồi xưa á, anh nói với tụi em biết bán xe hơi á, nó không phải ký giấy gì, giờ ký giấy ít lắm, biết giấy tay không à. Một năm là biết cái ba lô đen của anh bữa mang qua, một năm là một ba lô giấy tay đó. Anh phải soạn ra 3 tháng gần nhất anh để lại, còn như anh dục hết. Tại vì không có tranh chấp không gì hết, cả năm rồi để làm gì. Một năm là một ba lô giấy đó, mày biết gửi vậy tiền tao bao nhiêu. Tao làm ngày làm đêm mới được như vậy. Cha mẹ anh cho anh đồng nào? Lúc anh lên đây á, mở cái tiệm này là anh sụp đổ xong, anh mượn cha mẹ anh 300 triệu, tới giờ anh có mà anh chưa trả, tại vì hàng tháng anh gửi tiền cho cha mẹ anh,
anh không muốn, anh không muốn trả. Tại vì sao? Tại vì cha mẹ anh đang cho anh mượn tiền, anh trả lại tiền lãi. Có ai nói gì cha mẹ anh vẫn ngưỡng mặt lên trời. Tao đang đầu tư cho con trai tao kiếm tiền mà, đây tiền lãi nó đưa cho tao. Thoải mái không? Không có đánh nặng cái vấn đề là anh đang gửi tiền về, chứ không phải anh không trả tiền đâu. Búng tay cái một ra 300 triệu trả liền. Anh đang làm cho tụi em cũng vậy. Không vì vì kiếm cơm manh áo, vì cái nghề nghiệp tương lai sau này, đánh giá, đánh đổi với cái chuyện gia đình của mình. Phải tôn trọng điều đó, không ai có chuyện đó đâu. Đó. Rồi cái thứ hai nữa, đừng bao giờ nghĩ người ta bỏ tiền cho mình dễ dàng. Em thử hỏi những cái người bạn của anh, những người anh em anh chơi coi, những người tỷ phú coi. Luôn luôn những đứa trẻ hay mượn, mấy đứa mới mới giống như anh hồi xưa. Anh không mượn anh của anh mượn bạn anh mua cái xe đó xong chia lời. Một lần đó anh mượn anh của anh. Anh mượn anh của anh, ổng hỏi một câu gì nè, mà mình mở mang cái tư duy nè. Mua xe gì, lời nhiêu, mua làm sao, lời ra làm sao. Xe nó có ổn định không? Ổng không hỏi lời nhiêu. Xe ổn định không? Ra làm sao, giá thị trường làm sao. Đó ổng muốn giúp mình. Ổng muốn giúp mình kiếm lời, chứ thật sự ổng không muốn lời trong đó. Cái đầu người ta kiếm cái tiền tỷ 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 à, người ta cho, đưa cho mình 100-200 triệu. Người ta hỏi cái tiền lời đó đâu mà ra, lấy của ai, giao cho ai, có lời như thế nào. Cái tiền lời có ảnh hưởng tới pháp luật đạo đức hay không? Thì họ mới cho làm. Giống như ngân hàng, mà em đi vay ngân hàng á, nó phải coi em chắc chắn em phải trả lãi được và em hoàn lại cái khoản tiền nó mượn được, chứ không phải là nó đi còn không được nữa thì nó lấy cái em đang cầm cố, nó đưa cho em chỉ 7% giá trị, thế nào nó cũng có lời. Tụi em thấy không? Còn tụi em á, cứ có lời có tiền nhiều là tụi em làm. Tụi em không có nghĩ tới phía sau này. Người giàu họ có tư duy của họ. Tại vì họ sợ khi mà họ có tiền rồi họ làm sai pháp luật, pháp luật lấy lại hết. Và phải mang thêm tù tội nữa, là lúc đó họ lớn rồi, họ già rồi, còn gì nữa đâu. Họ có gia đình con cái rồi, đi tù một cái thấy gia đình khổ không, con cái với bạn bè nó nhìn sao. Em thấy hiểu điều đó chưa? Đó. Anh đã từng nói tụi em đang nhiều cánh cửa rộng mở cho tụi em. Do tụi em không hiểu và làm những việc đóng bớt, càng ngày càng đóng cánh cửa đó lại. Và làm việc vô thế kẹt. Khi mà em cho bạn em mượn tiền, em cho đó là cái mối quan hệ thân đến mức độ nào, và em có bao nhiêu tiền em cho theo cái tình cảm. Còn nếu em cho theo lý trí, tao đang có 100 triệu nè, mày hỏi mượn 10 triệu, tao cho không ảnh hưởng tới cái tài sản của tao. Nhưng mày đang làm cái gì, lương hàng tháng bao nhiêu, mày đang gặp vấn đề như thế nào, khả năng trả lại của mày là có hay không, phải đánh giá được. Là cái thằng nó dùng thêm cái tư duy. Và thường cái thằng dùng trong cái tư duy đó, nó không có chất thì là mà tại sao mày đối xử tao vậy. Mày là bạn tao, tao cho mày mượn tiền rồi mày làm gì với tao, đúng không? Vừa mất bạn vừa mất tiền. Nhưng khi mình dùng tư duy, mình cho nó mượn 10 triệu, dù mày không trả lại, trong tâm mình nghĩ là mày không trả lại, tao với mày vẫn là bạn. Tao xét tình hình tại sao mày không trả cho tao, mày vô thế nào. Nó khác nhau. Thường anh thấy tụi em không suy nghĩ sâu một chút. Anh đang tập cho tụi em nghĩ sâu một chút. Mình muốn hiểu người khác, mình phải hiểu bản thân mình. Mình đang trong như thế nào, dạng như thế nào, thì mình mới hiểu được người khác. Tại sao anh tới anh nói chuyện với khách một hai câu anh biết ý người ta làm sao, làm sao, làm sao. Anh đi mua xe nó mở miệng ra hai câu anh biết nó sẽ bán với giá như thế nào. Cái chiếc CBR kỳ mà lên đây, mới lên đây 1000 á, kỳ anh đi dắt đi mua giùm ở trên Đà Lạt á, mắm thể hình đó không. Cái ông đó 40 mấy 50 tuổi, mắm nó nhỏ hơn anh, với khách đó, đó. Cứ muốn mua, tại đi xa muốn mua, mà không hiểu người ta đang muốn giá bao nhiêu, không đo được giá, không biết. Mang anh theo để anh coi xe thôi. Và anh nói là cái xe này tầm làm khoảng bao nhiêu tiền mới đạt được, về đúng ngay bóc đó luôn. Cái xong thương lượng hoài không được, cách có 5 triệu thôi. Ông kia thì nói cái này ở lại đi nhậu đi mới bán cái này kia. Thật sự không có thời gian.
nói chuyện hai ba câu anh biết nè, em nói anh luôn ngắn gọn thôi, hai người này ở xa em đi coi xe giùm thiệt, em có lấy tiền bạc gì hết á, em có lấy tiền đi coi giùm luôn, nhưng em biết chắc chắn 165 triệu anh sẽ bán xe này, bị này bị này kia, làm lại hết đây khoảng 30 triệu, anh bán giá này thật sự không phải thợ không dám mua xe này đâu, xì phuột rồi này kia lum rồi, nó cái bóc rồi chồng tiền đi về chó lẹ, nói đó vậy đi chó lẹ. Anh khách nói ủa sao anh sang biết ổng sẽ bán giá đó, trời ơi ổng dân kinh doanh giống như tụi em biết á, cái dân kinh doanh nói chuyện với khách hàng giống như tụi em bán năm em bán 1 chiếc 2 chiếc, làm sao em có cửa với 1 năm người ta bán cả 100 chiếc, nói chuyện 2-3 câu biết người đó mua hay không mua và đang sợ cái gì và giải thích cái đó không cần người ta nói ra. Sale vậy đó, dân kinh doanh là vậy đó. Mà để được điều đó thì sao, mình phải hiểu mình đang có gì, mình đang bán gì, nó như thế nào. Người nào mà nói động tác giả, ở lại đây tối nay đi nhậu đi, ổng làm gì có thời gian mà đi nhậu, nói chuyện ra biết là đang vòng vòng rồi đó, là đang thử mình như thế nào. Cái đó không phải là anh hay, đó là tại vì anh biết được người ta đang muốn cái gì. Tầm nhìn của anh 5 năm, anh biết 5 năm, anh làm 5 năm tới bây giờ như vậy, nó hơi chợt đi một chút nhưng nó vẫn vậy. Cái lộ trình nó đã vậy rồi. Tụi em muốn vậy không? Tụi em phải giỏi hơn anh chứ. Làm sao tụi em bằng anh được? Anh đâu có giấu giếm gì đâu. Anh bill tụi em từ lúc không biết gì. Tự thằng mới vô tôn trọng mấy thằng này đâu có chửi lên chửi xuống tục tiểu. Có chửi không? Đúng không? Người ta tôn trọng ngay từ đầu. Anh là người đầu tư, chủ tiệm. Tụi em là hạt giống, tụi em phải có được giá trị như thế nào anh mới đang đầu tư cho tụi em. Đến lúc khai thác anh đâu có mướn thợ đâu. Rất nhiều người đang tuyển mà anh không mướn nè. Đâu phải là anh mướn thợ, anh đâu cần. Thà anh bill tụi em 1-2 năm dựa trên những cái người này đang khai thác. Và bất kỳ đứa nào không hiểu được vấn đề mình là ai, mình như thế nào thì lên đường thôi, để đi một cái chỗ khác phát triển bản thân. Chứ ở đây cứ vậy hoài. Khi tụi em không cố gắng lên thì tụi em cứ vậy hoài, cứ tới vậy hoài. Lương bây giờ 10 triệu, 3 năm sau 10 triệu đủ sống không? Đúng không? Thì tụi em phải đi thôi. Nhưng mà tụi em đi cũng bắt đầu thấy từ 8 triệu cho lên, nhưng không bao giờ được 10 triệu. Nhưng mà ở đây không phù hợp nữa. Mà anh đã nói rất nhiều rồi. Làm việc là ra làm việc, đâm vô việc là đâm sâu vô, tập trung vô. Khách hỏi cái gì phải trả lời, cái nào không biết anh đợi em tí xíu, em hỏi anh sang em tư vấn lại anh. Hoặc anh muốn biết chính xác hơn, em sẽ nói cái tình trạng xe này với anh Sang xong như vậy rồi, anh Sang sẽ tư vấn cho anh. Dễ mà. Mà mình nói cái câu đó ra, mình nói được cái câu đó ra, cái người mà sửa xe cho mình biết, à cái thằng này nó thật, nó đàng hoàng nè, cái gì nó không biết á, để nó hỏi lại thằng anh đó, rồi nó trả lời cho mình. Chứ không phải nó bày nó bừa, không phải nó bừa là ngon, cái gì biết chắc chắn thì nói. Còn cái gì không biết nó không biết. Cái người hiểu chuyện người ta không có trách cái sự không biết của mình. Cái người hiểu chuyện mà cái người mà lên cái tầm mà mua xe này là ông chủ rồi, anh nói với tụi em á, người ta sẽ đo được cái giới hạn nghề nghiệp của tụi em, cái đạo đức tụi em, người ta giao cái mức độ vừa đúng cái điểm đó. Dân kinh doanh ông chủ là như vậy. Rất nhiều người tới đây thử nói chuyện với anh, thử anh. Có nhiều người lớn anh, họ biết họ lớn anh 10 mấy tuổi, dạ dạ thưa thưa. Những người đó mới khủng khiếp. Anh dặn tụi em hoài vậy, đừng có thấy người ta khách sáo với mình, người ta dạ dạ thưa thưa đó thì rồi mình biết một chút chút mình thể hiện, mình không biết một góc của người ta đâu. Đừng bao giờ đo đạc qua lại, mình sống bằng cái chân thành. Mình sao mình nói vậy? Được được thôi, giới hạn mình tới đó, người ta đo được giới hạn mình tới đó thì người ta sẽ giao. Còn những cái người á, đừng bao giờ mà để ý tới những cái người. Cuộc đời rất nhiều loại người, đừng để ý tới cái người mà nói chuyện hợp hợp anh em làm giao cho mày. Tao tin mày đó tao mới giao mày. Đừng bao giờ phải giữ khoảng cách rõ ràng với những người đó. Trước sau gì cũng sẽ ôm hận. Anh báo thì em biết vậy. Người thân hay người ngoài vậy, cứ cư xử một cái mực chân thành và rõ ràng. Sao rõ ràng. Mình sai là mình phải chịu anh đâu. Mấy chiếc lên đây bảo hành, giống như danh giá cái lỗ bánh xe, người ta đi tới bên quận 2 bị xì tiếp. Đúng là cái vỏ nó cũ rồi thiệt, nhưng nó cũ rồi, lúc đó mình cảm thấy mình giá không được thì đừng nhận giá. Mình đã nhận giá thì mình phải làm cho nó chuẩn chỉ, dù nó đã hết giờ làm việc.
hãy giúp người ta. Cuộc đời này á, em phải sống phải biết giúp người ta trong cái khía cạnh của mình, sau này sẽ được người khác giúp. Sống bằng cái đó, chứ không phải chỉ vì tiền à, giờ hết giờ làm không có được gì hết. Ok, anh ghi nhận cái của em, nhưng anh chỉ cho em nè, làm việc là phải để ý. Nhìn đã nhận làm là mình phải làm đàng hoàng. Dán keo chưa có khô chạy tới đó, anh ra anh nói: anh ơi, nếu cái lỗ này là cái lỗ mà nhân viên của em làm bị xì, ngay cái lỗ đó em làm lại cho anh, em không dám lấy tiền anh, em xin lỗi anh, và tiền chở xe về không tính. Nếu nó bị lỗ khác em sẽ tính hỗ trợ cái tiền chở xe về và cái tiền giá thêm. Mở ra là ngay đánh dấu lại ngay cái chỗ em giá, anh phải giá lại. Rồi ok hết, không có chuyện gì, nó không bình thường. Giá phải để cho keo nó khô, mặt keo nó mờ thì mới dán. Làm việc mình phải tập trung vô. Còn làm việc mình khám, lúc đầu mình chưa biết, anh mình chỉ, hỏi anh này hỏi anh kia, thằng nào không chỉ nói anh, anh dứt nó liền. Tại những cái này nó dễ ẹc à, không biết hỏi anh, đúng không? Làm sao trong cái giá xe nó có mối giá cực kỳ tốt, chứ không phải làm được hết, chứ không phải nó khó gì. Nhưng mà mình làm mình phải hiểu. Mình làm á, có những cái nãy giờ anh chỉ là làm phải hiểu. Làm mình thấy người ta làm mình làm theo được không? Được. Nhưng mà mình không hiểu, người ta cũng làm vậy đó, mình cũng làm vậy đó, nhưng mà nó không đúng. Cái đó là làm bằng copy bằng mắt chứ không có hiểu. Còn mà muốn làm hiểu phải tại sao như vậy, tại sao vậy, phải hỏi. Người ta chỉ mình làm như vậy đó, mình hỏi sao làm vậy anh, theo em là làm vậy, nói ra nếu cái lúc nó rảnh. Còn lúc nó đang kẹt xe gấp quá, hỏi vậy nó chửi là đúng. Xong cái xe đó, hỏi anh ơi nãy em định làm gì, làm gì, tại sao làm vậy anh, thì nó mới nói ra là như vậy vậy kia. À là mình hiểu vậy vậy kia, rồi dựa trên này vậy kia mình có một cái hướng nào tốt hơn không. Em suy nghĩ hoài em thấy cái này tốt hơn nè, anh thấy ok không? Đó là trao đổi công việc để có chiều sâu hơn. Anh dặn hoài, làm mà cứ tự ý làm xong không hỏi gì hết. Có thể một năm nữa tụi em làm giỏi hơn anh, nhưng sắp xếp công việc cho cái xe đó xong sớm nhất và làm những cái xe khác cái khách tới không bao giờ bằng anh. Anh bỏ thời, không bỏ thời gian vô con xe đó, anh biết chứ. Em làm ngày anh làm 2 ngày được không, ngày rưỡi xong rồi. Đừng nghĩ không được, nó qua cái đó lâu lắm rồi. Nó lên cái level mà anh chỉ cho một cái thằng không biết gì làm được cái việc đó luôn. Còn anh làm việc đó thì còn gì để nói nữa. Anh đang chia khoản tiền cho tụi em và anh lấy lại cái thời gian đó anh làm cái việc khác. Và anh đang chỉ cho tụi em, chỉ mấy thằng kia để mấy thằng kia chuẩn bị việc cho tụi em, để em làm nhanh hơn. Làm nhanh hơn rồi tụi em mới chỉ cho tụi em, chỉ cho mấy thằng đó làm những cái việc đó mình quản lý. Mình lên quản lý rồi mình ra đứng chi nhánh được rồi. Những cái việc nào khó nhất mình ra mình bắt bệnh và mình chỉ cho mấy thằng kia làm lại. Mình mua được cái thời gian đó. Thời gian là cái giá đắt nhất. Mình phấn đấu để lên cái việc làm được việc rồi, mình phải sắp xếp việc cho nhanh. Cho nhanh lên rồi mình đào tạo những cái đứa đó, rồi mình quản lý nó. Nó cũng phải bước lên cái lớp mình. Còn mình ở thời chính không, mình mãi là thằng đi làm. Rồi lúc mình làm ơ ớt ơ rồi mình xẹp tuột xuống, mấy thằng kia nó làm giỏi lên. Phải đúng không? Từ ngày mai trở đi, anh nhắc thêm một lần nữa, 8 giờ rưỡi anh vẫn còn thấy cái thằng ngồi ăn. 8 giờ rưỡi 9 giờ vẫn có thằng ở trần đi xuống rửa mặt. Anh không muốn thấy điều đó xảy ra. Em la nó nghe. Nhưng mà nó trong bụng nó nói nè, có bữa ông thức sớm, bữa ông thức trễ, ông nói mình vậy, ông cũng có giữ ý tứ gì đâu, ông nói mình, ông la mình. Mình muốn người ta phục thì mình phải làm. Anh dậy ở đây á, là anh dậy lúc 6 giờ 7 giờ. Anh ngồi anh coi camera thằng nào dậy, thằng nào sao, anh mới nói. Không phải anh nói đâu. Nhưng mà anh để một khoảng thời gian nó coi bao nhiêu ngày anh nắm luôn, nói rõ luôn. Muốn biết rõ hơn nó nói cho mày nghe. Và nói ra để mình khắc phục, không phải là bôi bác. Phải rèn luyện. Cái thằng nó làm được cái việc đó, ăn may hay là khả năng nó, nó làm theo cách đàng hoàng hay là mò, nó khác nhau nha. Thời gian khác nhau luôn, sự chuyên nghiệp khác nhau. Đó. Tập lại từ từ.
Mình muốn giỏi thì mình phải tập, chứ không phải làm được một cái mấy đứa làm được cái nói không có tao là sang chết. Trời, chắc tao chết, hồi xưa giờ chắc tao nghèo. Vừa bán phụ tùng có lời, vừa có chi nhánh bán lẻ, các nguồn tiền của anh eo tụi em không bao giờ biết. Anh có 4-5 cái để làm ra tiền từ xưa tới giờ rồi. Có lúc cái này thịnh cái kia suy, có lúc cái kia thịnh này suy. Làm sao anh nghèo được? Một tháng ta đi nhậu có 1 lần 2 lần rồi. Gặp anh em, anh có thời gian, anh đang chia thời gian và tiền bạc cho tụi em để anh có thời gian với bạn bè anh em của anh, gia đình của anh. Tụi em cũng phải cố gắng lên để có thời gian. Lúc mình đi đâu làm gì mình vẫn xin ra tiền, chứ không phải làm thợ này là đỉnh đâu. Phải biết những cái đó. Anh đã từng nói một câu là khi mà tụi em nắm được những cái nền tảng anh đang nói, tụi em làm cái gì nó cũng hơn người ta một bậc hết. Làm gì nó cũng giàu thì anh dám hứa, nhưng mà không bao giờ nghèo được. Anh như vậy, làm như vậy sao anh nghèo được? Mà xưa giờ anh có nghèo đâu. Nó vậy đó. Hỏi mẹ anh coi, từ nhỏ giờ anh đi học từ nhỏ có xin tiền học không? Cho không cho thôi. Từ nhỏ tới bây giờ luôn, anh nói thiệt với em luôn. Anh làm từ nhỏ anh có tiền anh xài. Anh đi bán bi từ sớm này sớm kia, một thao sáng ra tao đi bán. Tao bán còn hơn cái chỗ bán bi, một thao cầm một thao lên bán lúc nào cũng có tiền á. Hồi xưa đập hình, tạc dép, đụng dép mòn mau nhanh luôn. Về thùng mì mà xếp hình thùng thùng rồi đi bán lại cho anh ta, bán cho nó rồi dụ nó chơi với mình rồi mình ăn nó. Chơi từ sớm này qua sớm kia luôn. Hỏi mày sao tao nghèo? Lớp 9 là mở cá kiển bự thiệt bự, sao tao nghèo được? Năm lớp 9 anh đã đứng dậy võ cho thầy rồi, là anh không tốn tiền học phí rồi. Anh đâu bao giờ nói với thầy, ừ giờ con dạy nè, con đứng lớp con dạy cho thầy, đứng 40-50 người con đứng lớp dạy cho thầy, thầy cho con nhiêu tiền? Bao giờ nói câu đó. Vì mình siêng năng, mình dạy lớp nhỏ lên lớp lớn, rồi đứng nguyên lớp dạy cho thầy, thì thầy mới bill cho mình, cho mình những cái hay để mà đứng trước 40-50 người để mà dạy cho người ta. Nói câu nào là ra câu đó. Đó. Và tập luyện cái kỷ luật cho mình, mình mới được đứng trước mỗi người mình làm, mình nói chuyện như vậy. Và mình phải như thế nào mình mới lãnh đạo một cái 40-50 người, người ta mới nghe theo mình được chứ. Nhiều người 2-3 đen, 2-3 đẳng, lúc đó anh có 1 đẳng thôi, anh vẫn đứng lớp cho 2-3 đẳng. Đó. Còn tại sao thầy không giao cho 2-3 đẳng? Tại vì người ta không siêng năng, người ta làm loa loa quá. Nó có lý do hết chứ. Nhìn đây thấy thằng nào mà có hạt giống tốt là bill cho thằng đó liền, để mua được cái thời gian lại. Và mình chia tiền cho thằng đó. Anh đã nói rồi, anh đâu có cần phải giỏi nhất ở đây đâu. Anh có phải thợ đâu mà anh là giỏi. Anh chỉ cho cái thằng thợ nào làm giỏi, đạt hiệu suất là được rồi. Anh có nhiều nữa, anh nói anh chỉ cần 40% của tụi em. Tụi em thằng nào đủ ăn lãnh, anh mở chi nhánh, anh lấy 40% thôi. Mày đứng đó mày làm chủ cho anh. Anh đâu cần làm chủ. 4 thằng như vậy là anh có bao nhiêu phần trăm rồi? 160% rồi. Anh không cần làm, anh có 160% của anh. Anh đi đánh God chứ. Giờ anh đâu đánh được God đâu. Anh đi mười mấy ngày giờ về vậy đó. Sáng ra 8:30 thấy còn ăn, đi đi lại lại. Có những đứa dậy sớm, anh không phủ nhận, nhưng 1/3 đến 1/2 thôi, và không đều. Sáng có lúc 8:00 mới quét dọn luôn. Có lúc 7:00 anh thấy có đứa, 1-2 đứa ngồi đây cứ không mở tiệm lên, không mở lên. Mở lên sợ làm mình. Có đứa dậy sớm lắm, nhưng mà nó làm nó làm mình, rồi riết thành quen. Vậy kỷ luật ở đâu? Mình sống mình khôn hơn người ta. Anh Sang ảnh bao đầu hết cho mình, mọi thứ nó ổn định hết, từ tiền bạc cuộc sống cho tới kiếm tiền thêm. Cộng lại cái tiền mà anh đưa cho tụi em, tính ra tới 14 tháng chia đều cho 26 ngày, cộng thêm những ngày mình nghỉ nữa, một ngày tụi em làm bao nhiêu tiền? So với chỗ khác, cái tiền ban bao ở này kia tụi em dư ra được bao nhiêu? Rồi so tới những chỗ khác, phải trân trọng cái công việc này. Còn tụi em không trân trọng được nữa thì thôi chịu, biết sao giờ. Người ta nói thì nói vậy, nhưng mà người ta tính hết cho mình.
mình trong cái plan đó để mình cố gắng, mình tập trung, mình làm xe, mình cố gắng thôi. Đừng bao giờ để những cái người chung với mình để họ làm cái việc đó cho mình. Thay vì cái việc đó mình làm chung với người ta, ngày bữa sau mình mệt người ta làm lại cho mình, nó vui vẻ và cùng nhau phấn đấu. Và nó ra cấp độ. Tao dậy sớm nè, tánh răng rửa mặt nè, rồi tao uống cà phê ra ngồi đó. Thằng nào nó làm mình, thằng kia mới vô, thằng kia mà nó không chịu làm, quét dọn chỉ cho nó làm. Quan sát. Phải tập từ từ những cái người dưới mình để mình hiểu được họ. Mình chỉ cho họ làm đúng cách thì tự nhiên công việc của mình á, nó sẽ được trôi chảy nhanh hơn. Còn đây tới giờ tao làm, nó nghĩ là ừ tao làm vậy nhiêu nó tao cũng có tiền nhiêu đó. Sai lầm. Sai lầm chết luôn. Tới một lúc nào đó mà anh không có lời, anh sẽ siết lại. Đó là do tụi em. Siết sao? Mấy chấm công. Người quản lý. Siết lại, mướn luôn cái người quản lý bên đó phụ tùng và bán luôn. Tụi em khỏi có ăn đồng nào luôn. Rồi thằng nào ngu, thằng nào khôn. Đúng không? Tại sao đó anh không đăng bán, anh để cho tụi em đăng bán. Anh đăng bán được chứ. Anh bán còn tốt hơn nữa chứ. Tại sao anh để tụi em làm? Để tụi em có tiền và tập mua bán thêm. Chứ không phải anh không làm. Đó, không phải anh không muốn làm. Tụi em phải hiểu vậy. Người đầu tư họ có thể chỉ việc đó, cái đó cho em làm và ăn chia với em, với điều kiện em phải có đạo đức, em đàng hoàng, em chăm chỉ, em tiếp thu. Thường rồi em để chỉ việc tới một lúc biết việc cái là phản, cứ nghĩ là nhiêu đó là đủ rồi, nhưng mà thật sự nhiêu đó chỉ là mới bắt đầu. Giống như anh như này nè, anh dư tiền bây giờ nâng cấp cơ sở hạ tầng lên một cái VIP luôn. Nhưng mà vấn đề đầu tư lên đó với cái nội lực như đây, bao nhiêu đây con người, bao lâu lấy lại vốn đó. Đó là một bài toán kinh doanh chứ không phải anh không có tiền. Nhưng anh thấy được rằng cơ sở hạ tầng mọi thứ nó vẫn ok. Vấn đề người ta không ở đây với mình. Vấn đề thứ hai nữa, cái nhà có một lầu, hai lầu, ba lầu như thế nào, miễn mình ngăn nắp sạch sẽ là cái chỗ đó nó sạch sẽ thơm mát. Còn mình bày hay là cái dù ở cái vô trong biệt thự nó cũng sẽ bày hay. Đó là do con người. Anh đang đầu tư con người. Từ nay trở đi, từ trẻ, từ cũ tới mới, đúng giờ làm việc dậy, tập thói quen. Đàn ông là phải có công việc, phải có tương lai. Lúc đó em phải có cái, khi tư duy của em lên tới một mức độ, em biết chọn lọc bạn bè của em tự nhiên sẽ tốt. Và phải biết ơn những chỉ một khoảnh khắc đó, nhưng mình không có trong cái đó, người ta cứu mình cái đó, nó đánh đổi bằng nguyên một cái mạng sống của mình. Đừng biết ơn vì một cái khoảnh khắc đó thôi. Đưa lại một cái gì giá trị ngang bằng đó là xong. Như vậy cũng không phải biết ơn. Biết ơn cái người mà đã thông cái tư duy cho mình. Tụi em lớn tụi em biết nói như thế nào là lợi dụng, nói như thế nào là muốn tốt cho mình. Anh nói là nói trước tất cả, anh không nói bỏ nhỏ một đứa nào. Thấy không? Phải hiểu điều đó. Nếu mà mình không có tư duy, mình không có một cái nghề nghiệp ổn định á, thì em nói cái xã hội này có giai cấp không? Nó có một cái giai cấp đó. Em ra đường em nhìn những cái người ấy, em khinh thường người ta thấp hơn em, thì những cái người cao hơn cũng đang khinh thường em. Anh không có nhiều tiền, nhưng tại sao những cái người tỷ phú là bạn anh, những người anh của anh quá nhiều tiền vậy, người ta ngồi chung với anh, đâu phải bà con thân thuộc gì đâu, đâu phải ai giới thiệu đâu. Anh chưa bao giờ mượn tiền họ 1.000 nào. Anh chưa bao giờ luôn. Họ nhìn mình với một cái hạt giống. Thằng nhỏ này nó cũng là một cái hạt giống tốt nè. Nó sống chân thành đàng hoàng nè. Nó không có tiểu xảo. Thật sự em nói cái gì, em muốn cái gì, em không cần nói, ý em thôi họ biết được hết. Thằng này lành tính hay không lành tính, biết sao không biết. Giờ tụi em mà nhìn cái thằng cấp 2, cấp 3 nó đang làm gì, nó muốn làm gì, tụi em biết trước nó làm sao luôn. Thì người lớn hơn nhìn mình một cái như vậy. Cho nên đừng bao giờ sống
khôn quá. Tại vì trên đời này không ai ngu hết. Kể cả tụi em không bao giờ mà tầm nhìn bằng anh còn không qua mặt tụi em nữa. Thì tại sao tụi em lại làm như vậy? Tụi em phải nhớ vậy, mình sống với chân thành. Từ từ build, khoảng thời gian này đang build cái nền tảng của mình lên. Build lên đi, tự nhiên sẽ có những giá trị nó sẽ tới. Đừng có lao đi kiếm cái đồng tiền không quá, anh báo tụi em vậy. Đó, rồi tự suy nghĩ. Kể cả sale và thằng Út làm việc rồi phải biết sắp xếp. Từ từ càng ngày càng phát triển, nhưng mình lại làm sao càng ngày dễ quản lý để mình bớt thời gian vô cái công việc đó. Giảm rủi ro nhất, nhập hàng vô bán ra cái cũng rủi ro. Anh không hiểu vấn đề. Gia đình người ta, anh em phải dành nhau tiền bạc, đất đai, mọi thứ. Còn anh chi tiền ra cho em để em làm chủ. Nhiều người gán cái mác lên là giám đốc, nhiều người gán cái mác lên là anh cho tụi em một cái giá trị là thợ chính, và anh build cho tụi em cái nền tảng đúng cái giá trị là thợ chính đó. Tụi em đánh giá tụi em làm được chủ tiệm, nhưng tụi em ra mở tiệm làm không được là chủ tiệm là tụi em dẹp tiệm. Rõ ràng như vậy. Cho nên phải đánh giá đúng cái khả năng của mình, chứ không phải là biết làm xe, một chiếc xe đó mình làm xong thành công là mình mở được tiệm đâu. Còn rất là nhiều thứ đó. Còn mình cảm thấy mình giỏi là mình sẵn sàng ra bình thường, anh không có vấn đề gì hết đó. Bản chất anh đây, anh cũng thất bại rất mấy lần, cháy tiền hết mấy lần, nhưng mà vấn đề không có thiếu nợ, hết tiền thôi đó. Anh chưa bao giờ thiếu nợ một ai về vấn đề làm ăn. Nhưng mà như vậy là anh thấy chày da chóc dãy rồi đó. Làm ăn mà không có lợi nhuận là họ không bao giờ đầu tư nữa, đó là rõ ràng. Mà đừng nghĩ là không có mình là người ta sẽ nghèo, không có đâu, quên đi. Giờ dẹp cái tiệm này anh vẫn sống phà, khẳng định cho em luôn, còn nhiều khi còn đỡ bận rộn hơn này nữa đó. Nhưng mà không ảnh hưởng đến danh dự của anh đó, rõ ràng. Anh sống tới giờ mày thấy không, có ai qua làm gì anh không? Rồi mày thấy không, anh không có xăm mình gì hết. Giang hồ qua đây mười mấy thằng đó không, anh làm việc phát một, có bao giờ chạy không? Bao giờ anh chạy? Thấy chưa, xăm mình qua đây mười mấy thằng. Rồi mấy thằng ở đây làm việc, một mình em thôi, hai thằng vô đi chứ mình một mình mày suy nghĩ lâu lắm. Còn như kia qua anh kia uống cà phê, rõ ràng không? Tụi em thấy đó. Để mình như vậy là mình phải đúng, là cái thứ nhất. Cái thứ hai, mình phải hiểu lực. Cái thứ ba, mày muốn mừng tao, tao đâu phải là dễ nhai đâu mày mừng. Tao làm gì mày, mày dễ ăn đâu. Anh không có gáy, nhưng mà những cái việc đó tụi em thấy đều nằm trong tầm kiểm soát của mình. Mình làm việc rõ ràng, không phải dạ khép nép. Không phải đây nói gáy lên rồi gặp vậy dạ. Chưa bao giờ. Tụi em thấy không? Trừ khi mình sai mình mới sợ, chứ không bao giờ mình sai mình sợ. Và anh chưa bao giờ để anh phải nhùng xuống một bước như vậy. Anh chưa bao giờ quỵ lị một ai. Anh không có đóng những cái cánh cửa đó lại. Mình ít tiền mình xài ít, vậy thôi. Đó. Còn chưa nói tới vấn đề là gia đình này nọ, anh là một người như thế nào, hỏi cha mẹ anh. Anh chỉ cho tụi em như vậy, dư ra để khi gia đình mình có chuyện là lấy cái tiền đó đưa ra. Người thân này nọ là cái chuyện phương án 2. Khi nhiêu đó của mình tích góp không đủ thì mới mượn anh sang, mượn bạn bè này kia. Còn mà sống mà nghĩ tới bạn bè này kia, xong tao đụng chuyện bạn bè này kia. Tại vì mình không phải là cái người biết cho tương lai, không biết tích góp, thì bạn mình cũng vậy thôi. Sao trách nó được, đùng chuyện ra cái giúp mày giúp tao đi, tao cũng không có, sao tao giúp mày. Rồi trách người ta, mình thấy mình vô lý không? Đó, sống là phải hiểu cái khía cạnh mọi thứ mới hiểu được người khác. Mình không được cái khía cạnh của mình suy nghĩ thôi, mình đè lên người ta. Tại sao anh nói chuyện với em, anh luôn để tụi em nói lại rồi suy xét khía cạnh với nhau?
chứ không phải anh bắt như vậy là phải làm vậy, đúng không? Anh hỏi tụi em có phương án nào tốt hơn không, để cho tụi em thể hiện đó. Làm việc mọi thứ hỏi lại anh đưa phương án ra, phương án nào tối ưu hơn thì làm. Tất cả mọi người đều phải học, làm việc đó là khoa học. Đừng nghĩ mình vậy là giỏi, không có đâu. Cái sen béo nó chưa gửi danh sách anh đã tính tiền gần xong rồi, còn mấy cái mà anh nó phát sinh anh không biết là nó mới báo anh thôi, chứ nó làm xe chưa xong rồi nó bill ra đó, anh đưa nó thiếu có mấy mục rồi đó, mà anh chưa hỏi nó luôn á. Xong nó anh mới đưa nó cho nó coi, hỏi nó thiếu này kia, bổ sung thêm mấy cái sau thôi, 3-4 mục gì đó thôi là xong rồi đó. Mọi thứ nhìn cái là biết rồi, phải làm lên như vậy, phải theo thói quen mình nhìn vô cái mình biết rồi. Rồi cái đó mình xác nhận lại đủ hay thiếu, đúng hay sai thôi. Có cần ghi chú gì thêm không là xong. Phải làm như vậy. Lúc anh bệnh anh cũng qua. Chừng nào anh đuối lắm anh làm không được thôi. Đó mình tập giữa cái tư duy và cái thể xác của mình nó phải đồng bộ với nhau. Nhiều người là cứng cỏi lắm nhưng mà thể lực chịu không nổi. Sống bây giờ phải biết rèn luyện nhiều thứ. Anh chỉ cho tụi em rất là nhiều thứ. Và không phải ở đâu cũng có những chuyện đó. Anh nói tụi em nhiều rồi. Cái thằng thợ chính nó là chủ thì không bao giờ tụi em được là thợ chính. Anh nói rất nhiều rồi. Và quản lý nhân viên rất nhiều cách. Tao bao tụi mày đi nhậu á, tao mời bia đó, ngày này qua ngày nọ tụi mày nguyên một đám, tụi mày chỉ trả tiền đồ ăn thôi. Ngày nào cũng đi nhậu, một tháng đi nhậu một tuần là tụi mày hết lương rồi. Hết lương là sao? Là phải làm. Còn mấy đứa có tiền rồi, mấy đứa nhân nhẫn lắm, tại vì nó không có học rồi cái tính kỷ luật đó. Còn anh chỉ tụi mày để dành tiền nó khác nha. Nó suy nghĩ gì đó, tại sao phải làm vậy? Tại vì muốn mọi người phải tốt lên. Đi với anh không có gì hối hận hết á, rõ ràng. Anh muốn điều đó thôi. Và anh làm chỉ cho tụi em những điều đó. Nói ra để tụi em nhìn được nhiều khía cạnh hơn. Tụi em biết tụi em đang thiếu cái gì, tụi em cố gắng. Chứ đừng nghĩ mình như vậy là giỏi rồi, không có đâu. Không khó đâu. Đó. Cố gắng lên, trong năm nay anh phải giao cho tụi em nhiều hơn để anh qua gara của anh. Chuẩn bị nó đang chạy rồi. À, sắp xếp rồi, anh phải qua bên đó anh. Và anh đang nhận thêm nhiều nhân viên, chọn lọc lắm chứ không phải nhiều người xin lắm, chứ không phải ai đâu, chọn lọc lắm. Rồi phải kéo qua gara bên ô tô làm nữa. Mình chỉ còn ở đây tầm 5 năm đến 8 năm nữa thôi là đỉnh điểm, chỉ trong năm nay tới 5 năm nữa. 8 năm nữa là dơ dét, thêm 3 năm nữa thôi là hết chuẩn bị, là không còn xe ở công nghệ này xài rồi. À, những công nghệ từ châu Âu và châu Á hồi xưa nó lệch nhau xa quá, nhưng càng ngày nó càng rút lại. Sống phải biết tầm nhìn. Tại sao ông Vượng á, ổng đang đầu tư xe nổ, giờ qua máy điện hết. Nếu ổng không làm trước, không ổn định trước, thì sau này khi những cái nước khác ụp vô, ổng làm lại. Bây giờ giống giá một sự việc. Và tặng cho tụi em một bài học nữa. Cuộc đời này không ai hiền hết. Đừng bao giờ nghe người ta đặt một câu chuyện nghe bằng lỗ tai, rồi dùng cái cảm thông của mình cảm thông cho thằng đó, nó tội quá, nó làm mọi người vậy ức hiếp nó, nó bị thiệt thòi. Không có đâu. Giờ bất kỳ đứa nào trong này hiền nhất, ra ngoài đường á, ta đã giọng nó một cái, nó cũng ráng giọng lại một cái à. Làm gì có hiền hiền. Trừ khi nó nhắm nó đánh không lại thì nó mới chạy thôi. Anh mà ăn gian em á, tiểu xảo với em một hai lần là em đi ra chỗ khác rồi. Làm gì có chuyện mà đồng hành với anh hoài. Đúng không? Anh nói đúng không? Cho nên nó để một người thiệt thòi mà người ta đi kể hết người này với người kia. Phải coi lại vấn đề, tại sao á, tòa án phải có nhân chứng hung khí, phải có bên kiện bên kia. Mọi người phải phô ra người ta mới giải quyết vấn đề. Chứ đâu bao giờ người ta nghe một bên. Rất nhiều người bị một cái trả giá cực kỳ đắt. Là nghe một bên dùng cái đồng cảm rồi đi phán xét cái người kia luôn. Thời gian nó trả lời hết. Nhưng
mình bị một cái sai lầm, mình bị lợi dụng tín nhiệm để mình làm một cái gì đó cho cái người kia, trong khi mình mang một cái công bằng mình tự cho ra, mình nghe một bên cái mình xử người kia, rồi cuối cùng nghe thằng kia nói ra, à hoàn cảnh mày cũng vậy 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 thôi, tao xin lỗi mày, mình làm anh hùng. Có chuyện đó đâu, nói thiệt, đừng bao giờ nghe một bên ha. Và đừng bao giờ, nhất là những cái chuyện bỏ nhỏ, một với một nói câu chuyện ra, mà ai nó cũng nói một câu chuyện bỏ nhỏ hết, là thằng đó phải coi lại. Anh nói thiệt, thằng nào cũng có anh em hết á. Mày mà bậy với tao, tao kêu anh em tao nói chuyện với mày trước nè, chứ đừng nói chuyện mà đi phải kể lể với mọi người để mà thương hại nó chết chắc. Anh nói với em vậy đó. Đó, sống là phải vậy. Vậy thôi, từ ngày mai anh không muốn thấy những cái chuyện anh nói xảy ra nữa. Đừng nói sao anh Sang ghét bỏ mình này kia, anh Sang đuổi mình, nhớ nghe chưa. Cái gì cũng có nguyên nhân hết. Và nhiều khi người khác đuổi mình không bao giờ cần có nguyên nhân đâu, nhưng người ta không nói. Nói là còn muốn cho em nhận ra được cái gì đó tụi em thay đổi, còn không nói là tụi em không đáng để được bài học nữa. Anh nói tụi em như vậy, lớn hết rồi phải suy nghĩ lại. Hưng với thằng Út cũng vậy, làm sao cho nó đàng hoàng, cho nó đàng hoàng nha. Cái gì cũng nghĩ tới tiền bạc nhiều quá là chết đó. Và làm ăn nó phải phát triển và rõ ràng đàng hoàng để người ta đầu tư, còn không như vậy mình cứ như vậy hoài và mình đi xuống, mọi người đi lên hết rồi, đầu tư không lời. Đúng anh dẹp lâu lắm rồi, anh nói thiệt, anh không có rõ ràng với bạn anh là anh dẹp lâu rồi, nhưng vì đó là anh em. Thậm chí bây giờ anh cắt ngang cái chỗ đó cho em, anh cho em hết luôn. Nhưng mà từ đây về sau mà em vấp ngã một cái gì nữa, em kêu anh đầu tư cho em nữa là never. Tại vì cái thời điểm anh giao cho em chưa có trách nhiệm với anh. Đừng nói với chuyện lời lỗ, sự báo cáo và mọi cái vấn đề anh chưa thấy rõ ràng, thì làm sao mà anh đầu tư cho em được nữa. Làm sao em có kinh nghiệm mà đẩy nhanh nó phát triển bằng anh được, mà chưa bao giờ em làm theo ý anh, em tự làm theo ý em. Đó, những cái anh nói với em rất nhiều mà em không thay đổi. Anh đang thấy em trên đà đi xuống, và xuống rất sâu, dưới mức trung bình. Và nên nhớ nè, một khi sự nghiệp mình chưa ổn định, đừng bao giờ nghĩ tới gia đình. Có gia đình làm khổ người ta thôi. Đừng mơ một túp lều chanh mà hai quả tim vàng. Em đi làm có tiền đi, hoặc hai đứa làm có tiền đi, vẫn xảy ra xung đột. Đừng nói cái chuyện mà vừa không có tiền mà xảy ra xung đột mà vượt qua được, là cái chuyện có thể có, nhưng mà phần trăm của nó quá thấp, dưới 10% ha. Đừng nói sao anh không nói, mọi người như mọi người, anh em ruột mới có chuyện tới như vậy, còn không phải anh em ruột hả, 80 đời rồi. Tại vì không có lợi nhuận trong làm ăn là lên đường. Vậy thôi, đơn giản, không phải giải thích. Còn rất là nhiều, đó là cái quy luật không thì là mà. Trong làm ăn không có thì là mà. Thì là mà là dành cho những người chưa đủ làm việc kinh doanh, quản lý. Đó. Và thì là mà không bao giờ có những cái cơ hội làm việc lớn được. Tại vì làm việc lớn là không có thì là mà. Sai của tôi phải chịu và phải chấp nhận cái sai của mình và khắc phục hậu quả, phải xin lỗi người ta. Đó là cái thái độ, à mình gây tốn thời gian cho họ, thì chắc chắn người ta sẽ mát ruột, à người ta chấp nhận điều đó. Và cuộc sống này luôn luôn có rủi ro, nhưng rủi ro mình giải quyết như thế nào đó để người ta hài lòng, hoặc tới đó là giới hạn. Mình không có ái ngại trong lương tâm mình, và đó là biết là mình đã lớn rồi, mình làm ăn việc lớn rồi. Và những cái người đó, người ta thấy được cái điều đó, người ta mới giao việc lớn với mình, mình mới thành công được. Đừng nghĩ bán có tiền qua ngày, không cần phải đi làm là ngon, không có đâu. Kinh doanh mà không giàu là sớm muộn là bức. Vậy thôi, mua bán mà
em đang mua bán mà. Tiền công ty, tiền mọi thứ không càng ngày càng tăng lên, nó giữ nguyên là nó đang đi xuống. Này nó âm nó luôn, lỗ luôn là xuống dữ nữa. 4 năm trời. Ha. À, về nghiệm lại coi lại và coi mọi người sao, từng đồng từng cắt anh em ta còn dành nhau. Còn anh em mình cho mình cơ hội vậy. Phải biết trân trọng nó. Rồi phải tập làm sao cho nó đàng hoàng. Nó đúng là một công ty, đừng là một cái mác công ty. Rồi sau đó xẹp xuống rồi đi làm công cho người ta, là quay lại từ đầu mà thấp hơn cái từ đầu nữa, là chết luôn. Có những cái vượt qua được, có những cái là chìm xuồng là luôn, là cuộc đời mình như vậy. Rồi lấy vợ xong rồi ngày thiếu ngày đủ luôn. Là dành thời gian mọi thứ công việc, kiếm ra tiền để nuôi cho vợ con, chưa nói tới gia mẹ luôn. Rồi không có tương lai bản thân luôn. Đó, suy nghĩ cho kỹ lại. Anh nói tất cả mọi đứa, anh cho mọi đứa đó, đó biết cái điều đó. Ha, phải đơn giản đâu. Đó. Con người có thời gian hết. Không có để ý tới thời gian á, càng ngày cánh cửa càng đóng lại á, tới lúc đó không có thời gian cho bản thân luôn. Rồi lúc đó mới ngắm mà muộn rồi. Thời gian bao giờ quay lại. Ha. Rồi, cảm ơn mọi người. Từ ngày mai đặt hẹn giờ cho anh. Hello anh em. Thì mục đích cái clip này á, mình muốn nói với nhân viên mình là thứ nhất, thứ hai là những cái người mà muốn xin việc bên mình á thì cũng biết được cái tình hình nó là như vậy. Cái thứ ba là muốn nói với khách hàng á, những cái điều góp ý của khách hàng mình luôn ghi nhận, và những cái vấn đề rủi ro bên mình luôn khắc phục một cách triệt để, không có để khách hàng mất thời gian và mất tiền bạc đó. Còn những cái trải nghiệm mà khách khách muốn quay đầu xe, những cái xe mà mình không bao quay đầu á, thì khách muốn quay đầu xe hoặc là không cam kết trong thời gian bao nhiêu, quay đầu lại lỗi nhiều đó, thì khi mà khách quay đầu lại thì phải tính theo giá hiện tại và cái hao mòn khi mà khách hàng sử dụng. Tại vì khi mình bán xe, anh em nhìn toàn bộ là vỏ mới hết, thì khách chỉ xài, khách không bỏ thêm một đồng nào hết, thì khách phải chấp nhận lỗ. Và lỗ như thế nào phải tùy theo cái hiện trạng lúc đó. Năm qua thì giá xe rất là nhiều, anh em lái rất là lỗ chứ không phải riêng mình đó, cho nên giá xe nó tụt xuống một khúc nữa. Cho nên từ đây trở đi mình thấy là nó sẽ đều, nó không có bị hụt một cái khoản lớn như vậy. Lý do nó hụt không phải là do thị trường xe nó nhiều, nhưng mà cái nhu cầu mua nó ít, cho nên bắt buộc những cái lái và những khách hàng phải xả xuống, và cái hãng họ cho cái giá xe mới chiết khấu giảm giá quá nhiều, 150 một chiếc, 200 một chiếc, vài chục triệu, 100 triệu, rất là giảm rất là sâu. Cho nên cái thị trường xe cũ bắt buộc phải giảm xuống mới bán được đó, và giảm giá tới mức độ là rất là nhiều, cái tầm giá rất là nhiều người dễ tiếp cận, nó quá rẻ. Cho nên anh em phải chấp nhận cái điều đó, chứ không phải là sang thu lại nó thấp đó. Nó có hai trường hợp như vậy đó, mình phải chấp nhận giá thị trường như thế nào, mình phải xuống giá thị trường thôi đó. Còn hiện tại bây giờ thì đó, nó xuống một cái mức cân bằng như vậy, nó sẽ đều sau này, cho nên nó sẽ đỡ hơn cho khách hàng. Và những cái góp ý của khách hàng mình luôn luôn lắng nghe, chứ không phải là mình tốt hay xấu gì mình cũng lắng nghe và trả lời khách hàng một cách đàng hoàng ha. Đó. Thì ngày mai mình sẽ quay những chiếc xe mà mình đang có, để mà giá rất là mềm, và mình đầu năm thì mình sẽ có những cái chương trình giảm giá nữa cho khách đó, mình giảm sát giá cho khách luôn. Có những chiếc xe mới về rất là cọp, cực kỳ đẹp, trong những cái tình trạng bao chạy, anh em quay đầu là thoải mái ha. Những xe này anh em quay đầu lại là nhẹ nhàng, nhanh, gọn lẹ đó. Rồi cảm ơn anh em rất là nhiều nha. Và cái clip này không phải là mình muốn dạy đời ai, và không muốn lên nói đạo lý. Thật sự á, mình muốn truyền đạt những cái thực tế, và những cái người lớn họ sẽ biết rõ rất một điều rất là rõ ràng như vậy. Một khi mà mình không thận trọng với cái cuộc đời của mình thì mình phải trả giá, hoặc là mình tham thì mình phải trả giá với những cái hành động của mình. Chứ mình không có nói đạo lý, mình cũng không có dạy đời ai hết.
đó là mình chia sẻ cho nhân viên và những cái bạn mà muốn vô làm việc với mình, nó là như vậy ha. Phải rèn luyện, phải nỗ lực thì nó mới có được cái nền tảng lâu dài đó. Anh em xem và hiểu, cảm ơn anh em rất là nhiều.